Trong những tập trước, Đàm Vân cùng các đệ tử Hoàng Phủ Thánh Tông tiến vào vùng đất Vĩnh Hằng tham gia thí luyện. Tại đây họ bị đệ tử Vĩnh Hằng Tiên Tông và Thần Hồn Tiên Cung liên thủ truy sát. Để hiểu rõ hơn về phần phim, mình sẽ để link các tập trước ở dưới phần bình luận. Hiện tại, Đàm Vân đang phải đối mặt với Thác Bạt Kim Qua. Thác Bạt Kim Qua sử dụng Tử Vong Sơn Hà Đồ phóng xuất một khối đá khổng lồ và sức mạnh Tử Vong Chi Lùng nhắm vào Đàm Vân. Đàm Vân gọi Kim Long Thần Sư ra ngoài đối phó. Nhanh như chớp, Tử Vong Sơn Hà Đồ đã bị Kim Long Thần Sư hóa giải. Thác Bạt Kim Qua mang thân phận ra xin tha, tuy nhiên, Đàm Vân nói không khi hắn đã giết hại tất cả đệ tử Phong Lôi Nhất Mạch. Cuối cùng, Đàm Vân để Lục Mập đoạt mạng Thác Bạt Kim Qua báo thù cho đồng môn. Sau khi Thác Bạt Kim Qua chết, Đàm Vân thu hồi Nhẫn Càn Khôn cùng các pháp bảo Á Tôn hạ phẩm. Bản thân Lục Mập vì ơn cứu mạng nên đã thề sẽ giúp sức Đàm Vân hết mình. Cái chết của Thác Bạt Kim Qua nhanh chóng đến tai Nhữ Yên Thần. Trong khi đó, Ngọc Thấm cũng trở về doanh trại. Tin tức rất nhiều đệ tử Thần Hồn Tiên Cung bỏ mạng được thuộc hạ bẩm báo. Ngọc Thấm ngay lập tức sai người gọi Nhữ Yên Thần đến bàn bạc kế sách. Nhữ Yên Thần xác định các đệ tử có thể bị yêu thú trong vực sâu Táng Thần tập kích. Trước đó, Nhữ Yên Thần đã sai Thôi Phàm đi điều tra nguyên nhân. Hành động chậm trễ đó của Nhữ Yên Thần làm Ngọc Thấm nổi giận, đòi trực tiếp đi tìm hiểu và chỉ chịu nhẫn nhịn, chờ đợi sau khi thuộc hạ và Nhữ Yên Thần can thiệp. Lúc này Hoàng Phủ Thính Phong và Tâm Di đang trên đường tiến vào vực sâu Táng Thần thì đụng độ Thôi Phàm. Đứng trước thế vây hãm của kẻ địch, một số đệ tử tham sống sợ chết của Thánh Hồn Nhất Mạch đã rời bỏ linh thuyền trốn chạy, nhưng không may chúng lại đi qua tầm mắt của Đàm Vân. Cậu sau đó lệnh Kim Long Thần Sư giải quyết trong lặng lẽ. Rất nhanh, Thôi Phàm đã đuổi kịp Hoàng Phủ Thính Phong và Tâm Di. Thôi Phàm và hai đệ tử dưới trướng động thủ cũng là lúc Đàm Vân lộ diện. Một trong hai đệ tử dưới trướng Thôi Phàm nhanh chóng bị cậu đánh hạ. Thôi Phàm sợ hãi bỏ chạy lên linh thuyền, Đàm Vân không trực tiếp đuổi theo mà để Kim Long Thần Sư truy sát. Lúc sau, Kim Long Thần Sư hoàn thành nhiệm vụ mang linh thuyền trở về. Thôi Phàm trước đó cũng bị tiêu diệt, giống như Lục Mập. Hoàng Phủ Thính Phong rất biết ơn cứu mạng của Đàm Vân. Cùng lúc đó, linh thuyền của một đệ tử Thú Hồn Nhất Mạch đi tới và bị Đàm Vân bắt sống. Hắn sau đó bị Mộng Nghệ trực tiếp đoạt mạng. Tâm Di trước kia cũng từng có mâu thuẫn với mọi người, nhưng Hoàng Phủ Thính Phong đứng ra cầu xin nên Đàm Vân cho phép cô tự sát. Bất ngờ Tâm Di lại biết thân phận sứ giả của Đàm Vân. Thực chất cô là người của Đạm Đài Tông Chủ nằm vùng trong Thánh Hồn Nhất Mạch. Hành động ở cuộc thi chín mạch trước đó vốn chỉ là ép buộc. Đàm Vân tiến hành kiểm tra tình trạng cho Tâm Di, đồng thời đề nghị Mộng Nghệ dọn dẹp chiến trường. Thôi Phàm mất mạng làm Nhữ Yên Thần nổi giận lôi đình. Ngọc Thấm biết tin thì yêu cầu Nhữ Yên Thần tập hợp một nhóm đệ tử thí luyện đến vực sâu Táng Thần dò xét. Còn cô và Nhữ Yên Thần sẽ đứng đằng xa theo dõi tình hình. Một tháng trôi qua mà không một đệ tử hai tông nào xuất hiện ở lối vào vực sâu Táng Thần. Dẫu vậy, Đàm Vân vẫn rất bình tĩnh chờ đợi. Sự kiên nhẫn của cậu cuối cùng cũng phát huy hiệu quả khi có hai đệ tử tiến vào. Nghi ngờ phía sau có người, Đàm Vân yêu cầu mọi người làm theo mệnh lệnh. Đầu tiên, Đàm Vân sử dụng Hồng Mông Thần Đồng khống chế tâm trí hai kẻ địch để tra hỏi kế hoạch cũng như số lượng những người phía sau. Tiếp theo, Đàm Vân thay đổi sự thật cho đối phương trở về báo cáo. Bị mắc lừa, Nhữ Yên Thần và Ngọc Thấm điều động toàn bộ đệ tử cùng tiến vào vực sâu Táng Thần. Giữa đường họ bất ngờ bị Kim Long Thần Sư tập kích. Nhữ Yên Thần gia tăng trận pháp bảo vệ linh thuyền khiến Kim Long Thần Sư trọng thương. Một nữ đệ tử tiến lên giải quyết Kim Long Thần Sư thì Đàm Vân xuất hiện, bố trí kiếm trận về khốn phần lớn bên trong. Nhân cơ hội, các đệ tử Hoàng Phủ Thánh Tông đang mai phục đồng loạt xuất trận. Tử Yên, Mộng Nghệ giao đấu với Ngọc Thấm, Hoàng Phủ Thính Phong, quân bất bình đối phó với Nhữ Yên Thần. Những đệ tử Hoàng Phủ Thánh Tông còn lại giải quyết đệ tử hai tông. Thanh Tuyền, Tâm Di đang dưỡng thương trong hang động cũng quyết định ra ngoài hỗ trợ. Lúc này Ngọc Thấm liên tục bị Mộng Nghệ dồn ép dẫn tới phải chạy trốn. Ở phía sau Tử Yên thì triển ngũ kiếm tương dung thần kiếm phá thiên cùng với năm phân thân tiến đánh, buộc Ngọc Thấm phải đánh hết sức. Trong khi đó, Hoàng Phủ Thính Phong và quân bất bình cũng đẩy Nhữ Yên Thần vào thế đường cùng. Nhữ Yên Thần cố gắng rút chạy, tuy nhiên rất nhanh Hoàng Phủ Thính Phong và quân bất bình đã bắt kịp. Ở một mặt trận khác, Băng Băng gặp nguy hiểm cũng là lúc Thanh Tuyền có mặt giải cứu. Nhu Nhi bỏ mạng làm gã người tình nổi điên, đòi trả thù. Hiện tại, Tâm Di cũng đang càn quét những kẻ địch gặp phải. Lo ngại thương thế của Tâm Di chưa khỏi hẳn, Hoàng Phủ Thính Phong giao lại Nhữ Yên Thần cho quân bất bình xử lý. Ngoài ra Long Thiền cũng có mặt sát cánh cùng với quân bất bình. Bên trong kiếm trận, Đàm Vân một mình đối phó các đệ tử đang bị vây khốn. Với không gian chi chiều, Đàm Vân tạo ra một cơn sóng thần khổng lồ nhấn chìm tất cả trên đường đi.
Tiếp theo, Đàm Vân Tung tử vong, Chi Uyên cùng hàng loạt phi tiêu lần lượt giải quyết từng kẻ địch. Trong khi đó, Như Yên Thần tìm cách rút chạy. Tuy nhiên, Quân Bất Bình và Long Thiên không cho hắn cơ hội. Lúc này, Băng Băng và Thanh Tuyền cũng đã đánh hạ được gã người tình của Nhu Nhì. Thanh Tuyền sau đó đi giải cứu Lục Mập trước ba đệ tử thần hồn tiên cung. Quân Bất Bình sau khi giao Như Yên Thần cho Long Thiên thì quay trở lại hỗ trợ Tâm Dì. Cùng lúc đó, Đàm Vân cũng có mặt. Nhanh như chớp, cậu đã hạ sát được hai đệ tử truy sát Tâm Dì. Toàn bộ đệ tử thần hồn tiên cung bỏ mạng. Ngọc Thấm lớn tiếng mắng Đàm Vân lòng dạ độc ác. Hơn nữa, cô còn sẵn sàng đả thương Băng Băng, hạ sát Mộng Nghệ. Mộng Nghệ phóng xuất vòng bảo vệ làm Ngọc Thấm bất lực buông bỏ vũ khí. Ngọc Thấm sau đó tính tự sát nhưng bị Mộng Nghệ ngăn cản. Tin chiến thắng ở khắp các mặt trận truyền đến, Ngọc Thấm và Như Yên Thần cũng được áp giải về cho Đàm Vân trừng phạt. Như Yên Thần cứng đầu nhất quyết không quỳ gối, để rồi bị Đàm Vân dùng vũ lực hành hạ một cách không thường tiếc trước khi thả đi. Đàm Vân sau đó nói chuyện riêng với Ngọc Thấm cùng một thái độ nhẹ nhàng. Ngọc Thấm luôn có cảm giác thân thuộc với Đàm Vân, tuy nhiên cô không thể bỏ qua khi có quá nhiều đệ tử thần hồn tiên cung mất mạng. Đàm Vân thở dài đồng thời quyết định thả Ngọc Thấm đi. Lên thuyền, Ngọc Thấm bất ngờ rơi nước mắt khi đã nảy sinh tình cảm với kẻ thù. An táng cho các đệ tử bị hại xong, Đàm Vân lên dây cót tinh thần cho mọi người. Tất cả đều tự nguyện nghe theo sắp xếp của Đàm Vân, qua đó họ cùng nhau di chuyển đến thượng phẩm giới từ thời không để khôi phục thương thế. Dọc đường đi, Tử Yên luôn im lặng khi đệ tử ngũ hồn nhất mạch vẫn bặt vô âm tín, nên Đàm Vân chủ động tiến lại động viên. Đàm Vân tiết lộ chuyện luân hồi của mình với Tử Yên cùng hàm ý. Cho dù gặp bất cứ chuyện gì cũng đều phải dũng cảm ứng phó. Ngoài ra, Đàm Vân còn hứa chỉ cần đệ tử ngũ hồn nhất mạch sống sót, không ra tay trước thì cậu sẽ không làm hại bọn họ. Đến nơi, Đàm Vân đề nghị mọi người tìm chỗ ở nghỉ ngơi để bế quan tu luyện. Bản thân Đàm Vân cũng tu luyện đột phá Hồng Mông Hỏa Diễm và Hồng Mông Băng Diễm. Bên cạnh đó, Tống Hồng, La Phiền và Nhược Hy đều đột phá luyện hồn cảnh nhất trọng. Thì sao cũng tấn thăng đại viên mãn. Đứng trước sự có mặt của Tâm Dì, nhiều người tỏ ra tò mò, tuy nhiên Đàm Vân không thể cho biết nguyên nhân bên trong. Đặc biệt cậu còn yêu cầu giữ kín sự việc. Để giúp Đàm Vân giải vây, Hoàng Phủ Thính Phong ra mặt giải thích Tâm Dì là do anh cầu xin tha mạng. Xác định đã đến lúc xuất phát tiến vào vực sâu táng thần, nhưng bên trong quá nhiều nguy hiểm nên Đàm Vân cho phép mọi người tự mình lựa chọn ở lại hay đi tiếp. Cuối cùng tất cả đồng lòng đi theo Đàm Vân. Ở bên trong tối đen như mực, làm Đàm Vân phải gọi Kim Long Thần Sư ra ngoài quan sát. Ngoài ra, Mộng Nghệ cũng thiết lập màn chắn bảo vệ trên linh thuyền. Bên trên các vách đá đột nhiên xuất hiện vô số con mắt nhìn chằm chằm vào linh thuyền. Đó là Linh Ân Mục Miều. Chúng bẩm sinh nhát gan nên chỉ cần không trêu chọc thì sẽ không chủ động tấn công. Vượt qua thử thách Linh Ân Mục Miều, linh thuyền di chuyển vào khu vực tràn ngập xương đen ngăn cản linh thức. Hơn nữa, linh lực còn không ngừng bị xói mòn nên Đàm Vân dùng tốc độ di chuyển nhanh nhất. Tiến vào 50 vạn dặm, Đàm Vân cho phép mọi người đi tìm kiếm bảo vật. Trong số đó, Tống Hồng và La Phiền lấy được hòa linh trí 3.000 năm tuổi đã sinh ra linh trí. Nhiều khi thì kém may mắn hơn khi đụng độ một đàn sói và phải nhờ Kim Long Thần Sư giải vây mới kéo về một mạng. Đàm Vân vẫn nhất quyết không dùng linh lực hộ thể bởi mục tiêu đến chỗ sâu nhất. Đổi lại, số lượng linh lực mọi người tiêu hao đã phân nửa. Qua đó, Đàm Vân yêu cầu tất cả rời khỏi vực sâu táng thần. Lần lượt Tử Yên, Mộng Nghệ và Thi Giao khuyên ngăn, tuy nhiên Đàm Vân vẫn dứt khoát ở lại tìm kiếm các thần kiếm trong kiếp trước. Để cho Mộng Nghệ yên tâm, Đàm Vân còn đưa lại lệnh bài thân phận của mình. Cùng lúc đó, một giọng nói của yêu thú cấp 4 vang lên, cảnh cáo nhân tộc hèn hạ xông vào lãnh địa, làm Đàm Vân phải gấp rút yêu cầu tất cả rút lui khỏi vực sâu táng thần. Mộng Nghệ và Thi Giao một lần nữa thuyết phục Đàm Vân đi cùng, nhưng vẫn nhận được cái lắc đầu. Tốc độ của yêu thú cấp 4 quá nhanh nên cần cậu và Kim Long Thần Sư ngăn cản. Sau cùng, Đàm Vân hứa nhất định sẽ sống sót trở về. Yêu thú xuất hiện là Liệt Diễm Sư Thứ, vương giả trong yêu thú cùng cấp. Đặc biệt trong số chúng là Huyền Diễm Sư Thứ đã cấp 4. Sau nhiệm vụ ngăn cản Huyền Diễm Sư Thứ cho Kim Long Thần Sư, Đàm Vân giải phóng cực phẩm bảo khí phi kiếm 11 loại thuộc tính thi triển kiếm trận. Nhận được hiệu lệnh từ Huyền Diễm Sư Thứ, đám Liệt Diễm Sư Thứ đồng loạt công phá kiếm trận. Đàm Vân bình tĩnh nhảy lên và nhanh chóng giải quyết con Liệt Diễm Sư Thứ đầu tiên. Những con yêu thú còn lại xông đến trả thù lại vô tình chúng phải trận pháp khống chế. Nhân cơ hội, Đàm Vân nhẹ nhàng đoạt mạng từng con Liệt Diễm Sư Thứ. Trong khi đó, Huyền Diễm Sư Thứ bị Kim Long Thần Sư đả thương nên quay trở lại hành hạ đối thủ.
Kim Long thần sư trúng đòn trọng thương nặng nhưng vẫn chống cự quyết liệt, khiến Huyền Diễm sư thứ phải gào lên trong đau đớn. Xác định Kim Long thần sư không thể cầm cự quá lâu, Đàm Vân quyết định đột phá vòng vây. Lúc này Kim Long thần sư đã hoàn toàn bị Huyền Diễm sư thứ áp chế. Điều này làm cho Đàm Vân càng thêm gấp rút, cậu xuất kiếm giải cứu lại bị Huyền Diễm sư thứ phản công đoạt mất một tay. Đàm Vân chưa chịu bỏ cuộc, cậu điên cuồng tiếp cận chém bay đôi cánh và chiếc đuôi của đối thủ. Đổi lại Đàm Vân cũng bị chính chiếc đuôi của Huyền Diễm sư thứ khống chế. Đám Liệt Diễm sư thứ nhận lệnh tổng tấn công thì Đàm Vân thoát thân đánh lui. Tiếp ngay sau, Đàm Vân dùng uy áp khống chế lại bị sức mạnh Huyền Diễm sư thứ phản vệ. Kim Long thần sư nổi giận xông đến, cắn cổ, buộc Huyền Diễm sư thứ phải kêu gọi đám Liệt Diễm sư thứ hỗ trợ. Thấy vậy, Đàm Vân cảnh cáo, Huyền Diễm sư thứ mất cánh, vốn không có tư cách thống trị, nếu không mau rời đi, các ngươi sẽ có cùng kết cục với nó. Đám Liệt Diễm sư thứ nhìn nhau trước khi đồng loạt bỏ chạy. Bị dồn vào thân cô thế cô, Huyền Diễm sư thứ cố gắng xin tha nhưng vẫn bị Đàm Vân một kiếm đoạt mạng. Sau trận chiến vừa rồi, Kim Long thần sư cũng trọng thương nặng. Đột nhiên mặt đất rung chuyển bởi sự xuất hiện của Giết Thương Mình, yêu thú cấp 4 kỳ sơ sinh. Nhanh như chớp, Đàm Vân đưa Kim Long thần sư vào trong huyễn trận che giấu khí tức. Đám Giết Thương Mình từ từ tiến về phía huyễn trận, tuy nhiên không phát hiện ra khí tức nên chúng quay lưng bỏ đi. Tranh thủ thời gian, Đàm Vân và Kim Long thần sư tiến hành khôi phục thương thế. Lúc này Linh Thuyền đã đưa Mộng Nghệ và mọi người ra khỏi vực sâu táng thần. 10 ngày trôi qua, Đàm Vân vẫn chưa ra ngoài khiến cho không khí lo lắng bắt đầu bao trùm. Ở bên trong sau khi hồi phục thương thế, Đàm Vân quyết định tiến sâu vào trung tâm vực sâu táng thần. Trải qua 2 tháng di chuyển, Đàm Vân không phát hiện ra sự tồn tại của yêu thú. Linh lực bản thân cũng gần cạn kiệt, do đó cậu phải dựa vào cực phẩm linh thạch để cung cấp linh lực. Xác định hiện tại không kịp rời khỏi vực sâu táng thần, Đàm Vân mạo hiểm đi tiếp. Thí luyện chỉ còn 5 ngày sẽ kết thúc. Mộng Nghệ tự an ủi bản thân bằng việc lệnh bài thân phận của Đàm Vân vẫn bình thường, điều đó chứng tỏ cậu còn sống. Chỉ là đến lúc còn 3 canh giờ thì Mộng Nghệ như gục ngã và đã cần phải có sự động viên của Bằng Bằng mới làm cô đủ bình tĩnh tiếp tục chờ đợi. Thời gian ngày càng trôi qua, Mộng Nghệ, Thi Giao và Tử Yên cố chấp muốn ở lại. Liên tục được mọi người khuyên ngăn nên sau cùng Mộng Nghệ cũng lấy lại tinh thần. Cô tin Đàm Vân không thất hứa, sau đó yêu cầu mọi người khi trở về sẽ công khai tin tức Đàm Vân đã chết để tránh Vĩnh Hằng Tiên Tông và Thần Hồn Tiên Cung khởi động lại đường hầm không thời gian truy sát Đàm Vân. Ở lối ra của vùng đất Vĩnh Hằng, Như Yên Thần và Ngọc Thấm đã đợi sẵn. Không nhìn thấy Đàm Vân xuất hiện, cùng bộ mặt ủ rũ của mọi người làm Như Yên Thần vô cùng hả hề. Trái ngược với Như Yên Thần, Ngọc Thấm khi biết Đàm Vân đã chết thì tự rơi nước mắt cho dù bọn họ đang là kẻ địch. Cùng lúc đó, đường hầm không gian khai mở, toàn bộ đệ tử Hoàng Phủ Thánh Tông quỳ xuống cảm tạ ơn cứu mạng của Đàm Vân trước khi cùng nhau di chuyển ra ngoài. Ngọc Thấm ở lại sau cùng. Cô đau đớn cầu xin Đàm Vân đừng chết và tự hứa từ nay sẽ không tìm cậu báo thù. Đàm Đài Huyền Trọng đang lo lắng cho tính mạng của các đệ tử tham gia thì các đệ tử Đan Mạch ra ngoài. Lúc sau, Mộng Nghệ dẫn đầu một số đệ tử khác của Hoàng Phủ Thánh Tông có mặt. Thú hồn nhất mạch toàn bộ mất mạng. 7 mạch còn lại cũng chỉ 1 hoặc 2 người sống sót. Biết tin Đàm Vân đã chết, Đạm Đài Tông Chủ và Tố Băng đau đớn bàng hoàng. Như Yên Vô Cực cùng Gia Cát Vũ thì lòng vui như mở hội khi đã loại trừ được cái gai trong mắt. Chỉ là niềm vui của chúng lại ngắn ngủi tay gang sau sự xuất hiện của Như Yên Thần, người duy nhất còn sống của Vĩnh Hằng Tiên Tông. Ngọc Thấm ra ngoài cuối cùng, 3.000 đệ tử thiên tài của Thần Hồn Tiên Cung đều có đi mà không có về, làm cho Gia Cát Vũ choáng váng. Xác định nguyên nhân xuất phát từ Đàm Vân, lần lượt Gia Cát Vũ và Như Yên Vô Cực đẩy mọi trách nhiệm lên Hoàng Phủ Thánh Tông. Tử Yên dũng cảm bước lên phản bác, nếu không có Đàm Vân tha tội thì Như Yên Thần và cả Ngọc Thấm sớm đã bỏ mình ở vùng đất Vĩnh Hằng. Bị nói chúng tim đen, Như Yên Vô Cực tấn công Tử Yên buộc Đạm Đài Huyền Trọng phải xuất thủ giải cứu. Sau cùng Đạm Đài Huyền Trọng đưa tất cả đệ tử Hoàng Phủ Thánh Tông rời khỏi Vĩnh Hằng Tiên Tông. Trên đường trở về, ông không ngừng thương tiếc cho một kỳ tài như Đàm Vân lại phải chết yểu. Bất ngờ, Mộng Nghệ quỳ xuống giải thích, Đàm Vân vẫn chưa chết, hiện giờ cậu đang ở trong vực sâu táng thần. Chỉ là một khi rời khỏi Vĩnh Hằng Tiên Tông thì lệnh bài lẫn đèn sinh mệnh sẽ mất cảm ứng. Hơn nữa, thí luyện kết thúc, Đàm Vân sẽ gặp phải thú triều hoành hành. Hiện tại Đàm Vân vẫn đang tiến sâu vào trung tâm vực sâu táng thần. Dù đã bay hơn 100 triệu dặm, nhưng Kim Long Thần Sư chưa phát hiện tình hình dị thường. Trong khi đó, Như Yên Vô Cực và Gia Cát Vũ cùng nhau lên kế hoạch liên thủ diệt Hoàng Phủ Thánh Tông.
9 năm sau sẽ diễn ra thí luyện chiến trường chư thần ở Thần Hồn Tiên Cung, do đó Gia Cát Vũ muốn toàn bộ đệ tử Hoàng Phủ Thánh Tông tham gia phải trả giá. Ngoài ra, Nhữ Yên Vô Cực còn đề nghị thiết lập hôn ước giữa con trai và Ngọc Thấm. Gia Cát Vũ lưỡng lự thì Nhữ Yên Vô Cực mượn việc các thế lực cổ xưa ở dãy núi Thiên Phạt đang dục dịch nổi dậy để thúc giục cô cân nhắc liên minh. Dẫu vậy, Gia Cát Vũ vẫn cần thời gian bàn bạc vì thân phận trưởng công chúa Nam Cung Thánh Triều của Ngọc Thấm. Cùng lúc đó, Gia Cát Vũ nhận được tin báo Ngọc Thấm xảy ra chuyện. Cô hiện giờ đã từ tóc xanh biến thành tóc trắng do quá đau buồn trước cái chết của Đàm Vân. Bên trong vực sâu táng thần, Đàm Vân xâm nhập vào 200 triệu dặm thì đột nhiên Kim Long Thần Sư gầm lên, đồng thời đưa chủ nhân đến bộ hài cốt cự thần của Hồng Hoang tộc. Trước đây Hồng Hoang thần chủ bất hủ dùng sức một mình đánh tan những tà thần khác. Điều đó làm cho Đàm Vân càng thêm quyết tâm sẽ báo thù cho bất hủ. Đàm Vân và Kim Long Thần Sư sau đó bay tới một khu vực nặng mùi máu tươi. Đây cũng là điểm cuối cùng của vực sâu táng thần. Tại đây có ba hồ nước lớn. Đàm Vân chạm vào nước lại vô tình đánh động yêu thú cấp 5 sơ kỳ, Bàn Long Cổ Hạt. Sức mạnh của Bàn Long Cổ Hạt quá cường đại, Kim Long Thần Sư một chiều đã bị đánh gục. Cùng lúc đó ở bên trong túi linh thú của Đàm Vân, Thí Thiên Ma Viên đã tỉnh giấc sau một thời gian dài tiến hóa. Hiện tại Thí Thiên Ma Viên đã là cấp 4 kỳ độ kiếp nên thành công bẻ gãy một càng của Bàn Long Cổ Hạt. Tiếp theo Thí Thiên Ma Viên tung một gậy vào giữa đầu làm Bàn Long Cổ Hạt choáng váng. Sau một hồi hành hạ, Thí Thiên Ma Viên kết liễu tính mạng đối thủ bằng một cú đạp chí mạng. Thú hồn Bàn Long Cổ Hạt cố gắng bỏ chạy nhưng vẫn không thể thoát khỏi bàn tay của Thí Thiên Ma Viên. Sau cùng Đàm Vân thu thú hồn vào trong túi chữ vật. Thương thế của Kim Long Thần Sư rất nặng nên cần phải có thời gian tĩnh dưỡng. Thí Thiên Ma Viên thấy Hồng Mông Thần Kiếm và hài cốt của bất hủ ở sâu trong huyết hồ. Ở bên trên mặt hồ có một màn xương đen, nhờ được truyền thừa từ Ma Long nên Thí Thiên Ma Viên thôn phệ toàn bộ ma tính, để lộ ra hài cốt của bất hủ và bốn thanh Hồng Mông Thần Kiếm. Đàm Vân phải phá sạch cấm chế huyết lệ hồng hoang ma sát mà bất hủ trước đó đã thiết lập. Tàn hồn của bất hủ xuất hiện kể lại nội tình trong cuộc chiến chư thần. Từ tuyên cổ đến thời kỳ viễn cổ, Thủy Nguyên Chí Tôn và Hỗn Độn Chí Tôn hai lần phái chư thần hủy diệt Thiên Phạt Đại Lục ngăn cho Đàm Vân luân hồi lần cuối cùng. Biết tin nên bất hủ và man hoang thần chủ hạ giới bảo vệ Thiên Phạt Đại Lục. Ngoài hai người họ thì chư thần từng theo Đàm Vân đều đã phản bội. Man hoang thần chủ bỏ mình trong trận chiến chư thần lần đầu tiên. Trận chiến thứ hai thì bất hủ tử chiến. Ông thiết lập cấm chế để bảo vệ 11 thanh Hồng Mông Thần Kiếm và thanh Hồng Mông Thí Thần Kiếm. 8 vạn năm trước, 11 người phàm xông vào cấm chế trộm đi 8 thanh thần kiếm. Thanh hỏa vũ trên tay Đàm Vân cũng là một trong số đó. Danh tính của 11 kẻ trộm lần lượt là Gia Cát Tu Viễn, Nhữ Yên Lôi Chấn, Hoàng Phủ Lăng Tiêu, Thác Bạt Trần Viễn, Nam Cung Sung Hư, Mục Cốt Phong, Hoàng Phủ Lăng Vân, Đường Chiến Phong, Khởi Lý Nhỏ Húc, Tư Hồng Như Không và Trung Ngô Trường Tồn. Đột nhiên bất hủ ôm đầu đau đớn do thời gian duy trì tàn hồn sắp hết. Trước khi biến mất, bất hủ dùng sợi hồng hoang thần lực khóa thành thần niệm, giúp cho Đàm Vân đột phá. Sau một thời gian dài bế quan tu luyện, Đàm Vân trực tiếp đột phá lên luyện hồn cảnh tam trọng. Tiếp theo Đàm Vân thu hồi lại 4 thanh kim nghề, mộc hình, thanh ảnh và tiêm trần. Xác định hiện tại chưa thể ra ngoài, Đàm Vân tranh thủ tu luyện hồng mông bá thể. Trở về Hoàng Phủ Thánh Tông, Đạm Đài Huyền Trọng tiến hành ban thưởng cho những người sống sót. Đặc biệt Đàm Vân còn được ông đích thân dựng bia chép sử để tinh thần của cậu vạn cổ trường tồn. Hôm nay cũng là ngày tổ chức cuộc thi chín mạch và tranh ngọa long bảng cho 100 đệ tử tham gia thí luyện vùng đất Vĩnh Hằng đợt 2. Các đệ tử có quyền lựa chọn đi hoặc ở lại, nhưng gần như tất cả đều tự nguyện tham gia cho dù biết sẽ vô cùng nguy hiểm. Hơn nữa Đại Ngưu còn muốn đại diện Linh Sơn Dược Viên đến vùng đất Vĩnh Hằng thắp nén hương cho Đàm Vân. Ở bên trong vực sâu táng thần, Đàm Vân rèn luyện xong xương sọ và ba hồn, Hồng Mông Bá Thể cũng bước vào cấp 3 tiểu thành. Linh thức hiện giờ có thể bao trùm 2.000 dặm, cường độ linh hồn sánh ngang với luyện hồn cảnh cửu trọng. Nhận thấy đã đến lúc ra ngoài nên Đàm Vân khởi động lại cấm chế tránh cho người khác làm phiền bất hủ an nghỉ. Lúc này Như Tuyết đang lãnh đạo đệ tử tham gia thí luyện vùng đất Vĩnh Hằng lần 2. Xác định Vĩnh Hằng Tiên Tông và Thần Hồn Tiên Cung chắc chắn sẽ động thủ nên Như Tuyết lên kế hoạch đối phó cho mọi người. Ở phía trước đường hầm thời không, các đệ tử Thần Hồn Tiên Cung và Vĩnh Hằng Tiên Tông đã mai phục sẵn. Vừa nhìn thấy linh thuyền của Hoàng Phủ Thánh Tông, bọn chúng lập tức phát động tấn công. Như Tuyết và mọi người rút khỏi linh thuyền chạy về phía đường hầm thời không, tuy nhiên giữa đường đã bị chặn lại. Thân là muội muội của Ngọc Thấm, Như Tuyết vốn dĩ có thể an toàn rời đi,
nhưng cô chấp nhận ở lại cùng đồng môn. Đệ tử Vĩnh Hằng Tiên Tông và Thần Hồn Tiên Cung chuẩn bị xuất thủ thì Đàm Vân xuất hiện. Cậu thiết lập vòng trận pháp ngăn cản đối phương bỏ chạy, đồng thời xuất kiếm đoạt mạng toàn bộ. Trước khi ra ngoài, Đàm Vân yêu cầu mọi người giữ kín thông tin cậu còn sống. Như Tuyết cố chấp không nghe thì Đàm Vân bóp cổ cảnh cáo, nếu ngoan cố, ta sẽ phế luôn cổ. Đàm Vân sau đó thay đổi dung mạo tránh để bên ngoài phát hiện thân phận. Đàm Vân rời khỏi đường hầm thời không đầu tiên trong tình trạng trọng thương. Như Tuyết, Đại Ngư và đệ tử Hoàng Phù Thánh Tông theo ngày sau. Đường hầm thời không đóng lại mà không có bất cứ đệ tử Vĩnh Hằng Tiên Tông và Thần Hồn Tiên Cung nào ra ngoài. Dù rất tức giận, nhưng Nhữ Yên Vô Cực vẫn phải nhìn Hoàng Phù Thánh Tông ra về. Để tìm hiểu nguyên nhân, hắn và Gia Cát Vũ mở lại đường hầm không gian vào bên trong kiểm tra. Cảnh tượng trước mắt làm Nhữ Yên Vô Cực thổ huyết mà bất tỉnh. Trên phi thuyền của Hoàng Phù Thánh Tông, Như Tuyết bị Đạm Đài Long tra hỏi và cô lập tức chỉ vào Đàm Vân. Đến lúc này Đàm Vân cũng không còn che giấu thân phận. Thấy Đàm Vân còn sống, Lệnh Hồ Thương Hạc thất vọng tột độ. Nhìn phong độ bất phàm của Đàm Vân, Đạm Đài Long xác nhận cậu rất xứng với cháu gái của mình. Để phong bế tin tức lan truyền, Đàm Vân đề nghị mọi người giữ kín chuyện mình còn sống. Trước tiên, Đàm Vân xuống Thiên Phạt Phường Thành yêu cầu dừng thi công vì cho rằng xây dựng tường thành có vấn đề. Tô Minh trưởng lão của Long Vân Tông ra mặt thì Đàm Vân lớn tiếng đòi gặp mặt Long Ngạo Thiên. Nghi ngờ Đàm Vân có lai lịch lớn, Tô Minh hạ giọng và tìm tông chủ. Ở bên trong, Đạm Đài Huyền Trọng ngồi nói chuyện về Đàm Vân với các tông chủ tông môn hạng dưới thì Tô Minh chạy vào báo cáo. Hình dáng quen thuộc đập vào mắt, Đạm Đài Huyền Trọng nhanh như chớp di chuyển ra ngoài gặp Đàm Vân. Đàm Vân sau đó kể lại quá trình sống sót trong vực sâu táng thần. Còn lý do ngăn cản xây dựng, Đàm Vân cho biết mình có bộ thánh trận trung phẩm Thiên Long hộ thành thánh trận. Tạm dừng xây trường thành là để bố trí trận pháp. Về vấn đề cửa thành, Đàm Vân giao bản vẽ đầu rồng cho Long Ngạo Thiên nghiên cứu. Đầu rồng quá tinh xảo nên Long Ngạo Thiên cần 3 năm để hoàn thiện. Tiếp theo, Đàm Vân đưa cho Đạm Đài Huyền Trọng trình tự chi tiết của Thiên Long hộ thành thánh trận. Cuối cùng, Đạm Đài Huyền Trọng nhắc nhở nên cẩn thận sau khi vào tiên môn. Chia tay Đạm Đài Huyền Trọng, Đàm Vân một mạch tiến về tiên môn đan mạch. Cậu bắt gặp La Phiền đang canh cổng trong tình trạng trọng thương do bị Bàng Thống, cháu trai của Bàng Thủy Nguyên ép bức. Trong thời gian Đàm Vân vắng mặt, Bàng Thống muốn nhúng chàm Mộng Nghệ. La Phiền và Tống Hồng ngăn cản nên liên tục bị Bàng Thống đánh đập sỉ nhục. La Phiền may mắn chỉ bị thương nhưng Tống Hồng lại bị Bàng Thống đánh gãy hai chân. Đàm Vân nổi dẫn lôi đỉnh, cậu đưa theo La Phiền đi báo thù. Trên đường La Phiền cho biết, Hàn Vĩnh chấp sự cũng là một trong những kẻ bắt ép đệ tử mới nhập tiên môn. Tố Băng tuy là công huân trưởng lão, nhưng môn hạ ít ỏi nên chỉ có thể chịu bắt nạt. Bên trong động phủ của Mộng Nghệ, Lý Truyền và hai đệ tử khác liên tục náo động, ép Mộng Nghệ đi gặp Bàng Thống. Đúng lúc đó, Đàm Vân xuất hiện, Mộng Nghệ lập tức chạy đến ôm cậu mà bày tỏ nỗi lòng thương nhớ. Đứng bên ngoài, Lý Truyền lệnh Lâm Cơ và Dương Trạch bắt giữ Đàm Vân. Đàm Vân dễ dàng né tránh, đồng thời xử lý bọn chúng gọn gàng trong một nốt nhạc. Lý Truyền đích thân xuất thủ, giống như hai đối thủ trước, Đàm Vân cũng chỉ cần một chiêu đã đánh bại Lý Truyền. Lý Truyền cố gắng xin tha nhưng sau cùng vẫn bị Đàm Vân đoạt mạng. Lâm Cơ và Dương Trạch sợ hãi rút chạy, Đàm Vân đuổi theo truy sát và sau đó hạ sát cả hai. Bất chấp La Phiền và Mộng Nghệ ngăn cản, Đàm Vân vẫn nhất quyết tìm Bàng Thống giải quyết ân oán. Đến tiền cốc của Bàng Thống, Đàm Vân đề nghị La Phiền khiêu khích hắn ra ngoài. Bàng Thống lộ diện, trong lúc hắn đang hà hê vì Mộng Nghệ cũng có mặt thì bất ngờ bị Đàm Vân tấn công. Sau khi khống chế xong Bàng Thống, Đàm Vân để La Phiền tự tay báo thù. Bàng Thống phản kháng thất bại, để rồi trực tiếp bị Đàm Vân dẫm đầu xuống đất. Sau đó, Đàm Vân phế đi hai chân Bàng Thống để báo thù cho Tống Hồng. Chưa dừng lại, cậu còn điều khiển Bàng Thống đến thời không đạo tràng thú nhận trước mặt rất nhiều đệ tử. Bản thân đáng chết khi đã động vào nữ nhân của Đàm Vân. Vừa dứt câu, Bàng Thống tự sát tại chỗ. Lúc sau, Đàm Vân giải quyết toàn bộ 38 đệ tử có ý đồ với Mộng Nghệ. Chúng đều tới thời không đạo tràng tự sát. Đàm Vân và Mộng Nghệ đi tới gặp Tố Băng để tìm hiểu tình hình. Theo Tố Băng, một tháng nữa sẽ là thịnh hội đan thuật của tiên môn đan mạch. Tất cả trưởng lão và đệ tử thiên tài của mình đều tham gia. Riêng Tố Băng cô muốn Đàm Vân đại diện cho công huân tiên cốc vực. Tiên cốc số 8 hiện còn trống, do đó Tố Băng sắp xếp cho Đàm Vân đến tu hành kèm lời nhắc, cẩn thận với Lưu Dịch và Hàn Vĩnh. Ngoài mặt đáp ứng yêu cầu của Tố Băng, tuy nhiên trong lòng Đàm Vân lại quyết định sẽ không tỉ thí đan thuật với đệ tử của trưởng lão. Thay vào đó, cậu muốn tỉ thí đan thuật với chính các trưởng lão.
Trên đường qua chỗ Thi Sao và Từ Yên, Đàm Vân tranh thủ hỏi thông tin về Mục Cốc Phòng. Ông vốn là tổ tiên cùng Mục Gia đã qua đời vào 7 vạn năm trước. Ngoài ra, Mộng Nghệ còn tiết lộ thêm, Đường Vĩnh Sinh có thể là hậu nhân của Đường Chiến Phòng. Tại tiền cốc của Đường Hình Doanh, cô nhận được mật lệnh từ Thánh Chủ. Trong vòng 100 năm phải đoạt về Thanh Thần Kiếm trong tay Hoàng Phủ Thánh Tông. Đường Hình Doanh vốn là công chúa của Đường Tôn Thánh Triều. Lưu Dịch và Hàn Vĩnh sau khi có 39 đệ tử mất mạng thì gấp rút điều tra nguyên nhân. Trong khi đó, Mộ Dung Thi Thi cũng là nội sán của Mộ Dung gia tộc cài vào Hoàng Phủ Thánh Tông để tranh giành thần kiếm. Công Tôn Nhược Hy thấy Đàm Vân còn sống thì vô cùng vui sướng. Cậu chủ động đi gọi Thi Giao và mọi người đến đón mừng. Trong khi đó, Thi Giao đang bị Thi Thi ép cưới người đệ đệ. Thi Giao nhất quyết cự tuyệt vì vẫn còn thương nhớ Đàm Vân. Cùng lúc đó, Nhược Hy bước vào thông báo tin vui, đồng thời dẫn Thi Giao đi gặp Đàm Vân và Mộng Nghệ. Từ Yên cùng một số đệ tử thân cận Đàm Vân rất nhanh cũng có mặt. Để mừng Đàm Vân trở về, Nhược Hy đã chuẩn bị tiệc rượu. Chỉ là họ chưa kịp ngồi xuống thì Tường Khải, cháu ngoại của Phương Thương Hải, thủ tịch tiền môn khí mạch xông vào bày tỏ tình cảm với Thi Giao. Đàm Vân nhanh chóng ra mặt giải quyết. Tường Khải ngông cuồng cho Đàm Vân 3 cơ hội xuất thủ, nếu đủ sức làm hắn xê dịch thì sau này sẽ tránh xa Thi Giao. Đổi lại thì Đàm Vân phải chặt một tay, dập đầu gọi Trường Khải 2 tiếng ra xa. Đàm Vân chấp nhận ứng chiến bất chấp Nhược Hy và mọi người can ngăn. Trước khi giao đấu, Đàm Vân xác định rõ ràng, nếu ta đánh chết người thì ông ngoại người không được làm khó ta và những người bên cạnh. Ngay khi Trường Khải chấp nhận, Đàm Vân lập tức tung một quyền cực kỳ mạnh kết liễu tính mạng đối thủ. Thấy vậy, Vạn Thủ Tịch lệnh đồng bọn tiến đánh Đàm Vân, còn bản thân chạy về báo Thủ Tịch. 3 người còn lại đồng loạt lao lên tấn công, tuy nhiên toàn bộ đòn đánh đều bị Đàm Vân né tránh. Đàm Vân sau đó ban cho chúng cái chết trong một đường kiếm. Cho rằng Phương Thương Hải Thủ Tịch có bối cảnh rất thâm hậu, thì Giao và Nhược Hy thúc giục Đàm Vân mau đi, nhưng cậu ngoan cố ở lại đối phó. Lục Mập và những người khác cũng tự nguyện bên cạnh Đàm Vân. Để tránh làm mọi người liên lụy, Đàm Vân vẫn yêu cầu họ rút lui bảo toàn tính mạng. Lúc sau Phương Thương Hải và Thi Thi đến, Đàm Vân bình tĩnh giải thích sự tình. Phương Thương Hải vẫn muốn làm khó thì cậu cho hắn xem một đoạn hình ảnh ký ức của Tường Khải. Lúc đó Tường Khải và Đàm Vân đã thỏa thuận Phương Thương Hải không được can thiệp. Nhân chứng vật chứng đầy đủ nên Phương Thương Hải bất lực trong việc trả thù. Hơn nữa hắn còn bị Đàm Vân ép phải xử lý Vạn Thủ Tịch vi phạm môn quy. Mối thù giết cháu trai không thể bỏ qua, do đó Phương Thương Hải sai chấp sự trưởng lão tiên môn khí mạch là một cao thủ thần hồn nhất trọng chặn đường Đàm Vân. Thay vì trực tiếp chiến đấu, Đàm Vân lệnh Thí Thiên Ma Viên giải quyết. Chỉ trong thời gian ngắn, chấp sự trưởng lão đã bị bắt gọn. Hắn phóng xuất thần hồn thoát thân nhưng vẫn bị Thí Thiên Ma Viên giữ lại. Đứng trước cái chết, chấp sự trưởng lão ngoan ngoãn khai ra kẻ đứng sau là Phương Thương Hải. Bất chấp chấp sự trưởng lão xin tha, Đàm Vân vẫn lệnh Thí Thiên Ma Viên lấy mạng của hắn. Trên linh thuyền, Mộng Nghệ nhìn thấy vết thương trên tay Từ Yên do bị Ngô Thanh Tuyền bạo hành. Sau khi trở về từ thí luyện vùng đất Vĩnh Hằng, cô quyết không sao ngũ hồn thần kiếm quyết cho Ngô Lăng, cháu trai của Ngô Thanh Tuyền tu luyện nên đã bị hắn tác động vật lý. Thấu hiểu suy nghĩ không muốn về của Từ Yên, Đàm Vân đề nghị cô ở lại Đan Mạch. Tiếp theo, Đàm Vân xông thẳng vào tiền cốc của Ngô Thanh Tuyền và lệnh Ma Viên Thí Thiên động thủ. Ngô Thanh Tuyền chống đỡ bất thành nên phải giải phóng thần hồn rút chạy. Rất nhanh, Ma Viên Thí Thiên đã mang thần hồn về cho Đàm Vân xử lý. Chỉ là Đàm Vân chưa kịp xuống tay thì Khổng Trưởng Lão xuất hiện, tiến đánh Ma Viên Thí Thiên. Trước tiên, Thí Thiên Ma Viên giải quyết Ngô Thanh Tuyền, sau đó hóa giải đợt công kích của Khổng Trưởng Lão. Nhận thấy thực lực Lão Viên quá mạnh, Khổng Trưởng Lão vội vàng bỏ chạy. Nhận được mệnh lệnh từ Đàm Vân, Thí Thiên Ma Viên bình tĩnh tung một gậy đánh tan nhục thân Khổng Trưởng Lão. Các đạo thần hồn hắn chạy trốn cũng bị Thí Thiên Ma Viên tiễn lên đường. Đàm Vân sau đó tiến hành xóa bỏ tất cả vết tích, tránh cho người khác điều tra. Địa điểm tiếp theo cậu hướng tới là thú hồn nhất mạch. Các trưởng lão ngũ hồn nhất mạch đến hiện trường thì nơi đây chỉ còn lại cái xác của Ngô Thanh Tuyền. Lúc này Đàm Vân đã đánh hạ Võ Hồng. Sau khi đá Võ Hồng vào ghế ngồi của chính mình, Đàm Vân đoạt mạng kẻ địch, đồng thời thiêu đốt tiền cốc để phá hủy chứng cứ. Chỉ trong 3 ngày, Đàm Vân giết thêm 3 kẻ thù gồm Mộ Dung Hoàng, Lệnh Hồ Thương Hạc và Khâu Vĩnh Minh mà không để lại manh mối. Đàm Đại Huyền trọng nhận được tin báo, ông nghĩ đến Đàm Vân nhưng không tin cậu đủ năng lực lấy mạng trưởng lão tiền môn. Đàm Vân sau đó cải trang đi gặp Đức Lão nhận Niết Bàn Thánh Hỏa, tuy nhiên Thánh Hỏa sớm đã được ông đưa cho Tố Băng vào 3 năm trước. Đàm Vân dặn dò Đức Lão giúp thu thập thú hồn thuộc tính tử vong và giao cho ông đan phương tục mệnh thánh đan thượng phẩm.
rời khỏi Vạn Linh Bảo Các, Đàm Vân sử dụng thân phận sư phụ đến thăm Tố Băng. Gần đây, ngoài Chu Đường Hình Doanh và Ngũ Trưởng Lão, thì các trưởng lão tiên môn Đan Mạch khác đều bắt nạt Tố Băng khi yêu cầu trưởng lão trong Đại Thịnh Hội Đan Thuật phải luyện ra đan dược trung phẩm tôn đan trở lên. Hiện giờ Tố Băng chưa đủ thực lực, nên đó như là một cách ép cô rời khỏi vị trí trưởng lão công huân. Đàm Vân khuyên đồ đệ bình tĩnh. Cậu khẳng định, thịnh hội lần này còn chắc chắn sẽ không mất mặt. Tố Băng vui mừng ra mặt, cô trực tiếp bóp vai cho Đàm Vân. Cùng lúc đó, Như Tuyết hớt hải chạy vào báo cáo. Ba canh giờ trước, nhiều sư huynh sư tỷ đã bị đệ tử môn hạ của Lư Dịch giết hại. Mộng Nghệ, Từ Yên trọng thương, còn Tống Hồng mất mạng. Thời gian gấp rút, qua đó Đàm Vân nhận lấy thánh hỏa niết bàn. Trong khi Tô Băng và Như Tuyết rời đi giải quyết, tại công huân dược viên, khung cảnh đầy tang thương trước cái chết của Tống Hồng. Tố Băng có mặt xin Đường Hình Doanh đòi lại công bằng. Đường Hình Doanh lập tức yêu cầu Hàn Vĩnh chấp sự giải quyết. Dẫu vậy, Hàn Vĩnh lại bè cong sự thật cùng Lý Sò, đệ tử của Lư Dịch chưa bước vào dược viên nên không thể định tội tự ý xông vào. Chưa dừng lại, Hàn Vĩnh còn đổ tội đệ tử công huân lòng dạ hẹp hòi khi môn hạ dưới trướng Lư Dịch chỉ muốn thỉnh giáo kỹ thuật bồi dưỡng linh dược mà đã bị xua đuổi dẫn tới tạo thành thương vong. Nhìn Tố Băng thổ huyết vì bất lực, Đường Hình Doanh mượn việc sẽ giết Hàn Vĩnh để cảnh cáo. Hàn Vĩnh cũng không phải dạng vừa khi sử dụng danh tiếng của sư phụ uy hiếp ngược lại Đường Hình Doanh. Cuối cùng Hàn Vĩnh đề nghị, nếu muốn báo thù thì Tố Băng có thể phái đệ tử đấu sinh tử với đệ tử của Lư Dịch. Đúng lúc này, tiếng Đàm Vân vang lên yêu cầu được xuất chiến. Tiếp theo Đàm Vân đưa Mộng Nghệ và Từ Yên lên linh thuyền, đồng thời nói lời từ biệt với Tống Hồng. Nỗi cảm phẫn khiến Đàm Vân vô cùng quyết tâm, cho dù Tố Băng đã cố gắng ngăn cản. Chính sư đệ là người đầu tiên phía đệ tử của Lư Dịch đứng lên tiếp nhận khiêu chiến. Hai bên giao chiến vô cùng kịch liệt. Chính sư đệ tung Trường Hồng Trục Nguyệt thì Đàm Vân sử dụng Kim Đào Điệp Lãng hóa giải. Dù đã rơi vào thế hạ phong nhưng chính sư đệ vẫn rất mạnh miệng, để rồi bị Đàm Vân một kiếm đoạt mạng. Hầu Dạ là đệ tử thứ hai tiếp nhận thách đấu. Vừa xuất trận, Hầu Dạ đã thi triển Bích Ảnh Phệ Hồn Kích cùng 6 phân ảnh nhập vào người. Điều đó giúp Hầu Dạ mạnh hơn nhưng hắn vẫn phải gọi thêm đồng bọn hỗ trợ. Vừa hay đây lại là cơ hội cho Đàm Vân phô diễn Hồng Mông kiếm trận. Bên trong kiếm trận, Đàm Vân có thể lăng không hư bộ. Hơn nữa, cậu còn sử dụng được sức mạnh thời gian, không gian. Ba đệ tử hỗ trợ Hầu Dạ bị đánh tà tơi. Một trong số chúng khai mở lôi trận bảo đồ nhằm thay đổi cục diện. Sau một hồi né tránh, Đàm Vân trực tiếp dùng nhục thân hóa giải trận đồ. Hầu Sa và đồng bọn chưa muốn từ bỏ, Bành sư đệ lao lên cùng những lần tung búa đầy uy lực. Đàm Vân nhanh chóng chiếm lĩnh thế trận, để rồi thiêu đốt đối thủ cháy rụi. Ngay khi Đàm Vân hướng mũi kiếm vào đệ tử thứ hai, thì Hầu Sa dùng tốc độ nhanh nhất tới giải cứu. Từ đây một trận chiến ác liệt giữa Đàm Vân và Hầu Sa diễn ra. Sau một hồi chiến đấu, Hầu Sa thổ huyết. Tuy nhiên với sự giúp sức của lôi trận bảo đồ, hắn vẫn có thể đẩy lui Đàm Vân. Đàm Vân nhanh chóng quay trở lại chém bay bảo đồ. Tiếp đà hưng phấn, cậu chuyển sang tấn công Xương sư đệ. Nhạc sư đệ lập tức chạy tới ngăn cản và hóa băng toàn thân Đàm Vân. Có điều trạng thái đóng băng không duy trì được quá lâu. Ngay khi thoát khỏi khống chế, Đàm Vân đã biến nhạc sư đệ thành nạn nhân thứ hai. Hầu Gia nổi giận xuất thương đẩy Đàm Vân xuống mặt đất. Hầu Gia thú nhận mình đã giết hại Tống Hồng, đả thương Mộng Nghệ Tử Yên để nhiễu loạn tâm trí Đàm Vân. Chịu đả kích, Đàm Vân càng chiến đấu càng điên cuồng. Cậu đột ngột chuyển hướng lấy mạng Xương sư đệ ở phía dưới. Hầu Gia giận dữ tung át chủ bài Cửu Long Tuyệt Sát. Còn Đàm Vân sử dụng Tử Phong Chi Uyên đối phó. Trong đợt tấn công tiếp theo của Hầu Gia, Đàm Vân né thương đồng thời tung trưởng đóng băng đối thủ. Hầu Gia có thể thoát thân nhưng vẫn bị Đàm Vân chém bay một cánh tay. Hiện giờ chỉ còn một tay nên Hầu Gia đã không còn là đối thủ. Cuối cùng Hầu Gia bỏ mạng với một vết thương chí mạng trên cổ. Hoàn thành việc báo thù, Đàm Vân tiến về phía Tống Hồng mong anh an nghỉ. Trong khi đó, Lư Dịch được phen mất mặt, qua đó bất lực rời khỏi dược viên. Về phía Đàm Đài Huyền Trọng, ông ra sức điều tra manh mối các trưởng lão bị giết nhưng đều không có kết quả. Đổi lại, thuộc hạ nghi ngờ Mộ Dung Thi Thi và Đường Hình Doanh và thủ tịch tiên môn Thánh Hồn là gian tế. Lai lịch Tố Băng có vấn đề. Đặc biệt, một số thủ tịch cùng rất nhiều trưởng lão thánh môn chín mạch cũng rất khả nghi. Hiện tại, Gia Cát Vũ đã triệu tập cao tầng thương nghị để liên thủ với Vĩnh Hằng Tiên Tông đối phó với Hoàng Phủ Thánh Tông. Tổ chức ám sát mai phục ở dãy núi Thiên Phạt cũng dục dịch hành động dẫn tới nguy cơ tứ đại thánh triều đại chiến. Lúc sau Đạm Đài Vũ, phụ thân của Đạm Đài Huyền Trọng trở về từ tiên môn Đan Mạch. Chứng kiến cảnh Đàm Vân một mình độc chiến năm đệ tử luyện hồn cảnh cửu trọng, ông quyết định duyệt Đàm Vân làm cháu rể. Chỉ là Đàm Vân đã có hồn ước. Đạm Đài Vũ muốn âm thầm giải quyết Mộng Nghệ. Vậy nhưng Đạm Đài Huyền Trọng lại nghĩ ngược lại.
Theo ông, chỉ cần thành tâm đối đãi, Đàm Vân tất không phản bội. Bị thuyết phục, Đàm Đài Vũ thúc giục con trai định hồn ước cho Đàm Vân và Tiền Nhì. Đàm Đài Huyền Trọng sau đó đi gặp Tiền Nhì trong lúc cô đang nữ cải nam trang. Cô làm vậy vì muốn che giấu thân phận và sử dụng cái tên Đàm Đài Ngọc. Đàm Đài Huyền Trọng cho biết mình đã chọn Đàm Vân làm con rể tương lai. Đàm Đài Ngọc lập tức từ chối vì cô chưa muốn gả đi. Hơn nữa hiện tại cô còn chưa có tình cảm với Đàm Vân cho dù cậu vô cùng ưu tú. Thấy phụ thân đau tim vì mình, Đàm Đài Ngọc đề nghị cho cô tiếp xúc với Đàm Vân một thời gian. Nếu thực sự động lòng, cô sẽ cam tâm, tình nguyện, làm theo sắp xếp. Nửa tháng sau, La Phiền dẫn tới Dương Sung và Liễu Y Y, hai đệ tử sẽ cùng Đàm Vân tham gia thịnh hội đan thuật vào ngày mai. Riêng Tố Băng, cô quyết định từ bỏ tỉ thí với các trưởng lão. Bốn đệ tử tham gia thịnh hội sau đó đến công huân dược viện thu thập các linh dược cần thiết. Hôm sau, thịnh hội đan thuật diễn ra, Công Tôn Dương Xuân thủ tịch thánh môn đan mạch xuất hiện phát biểu khai mạc và công khai phần thưởng cho ba đệ tử đứng đầu. Ba hạng đầu phần thi trưởng lão cũng được ban thưởng một tòa linh khoáng. Dứt câu, Công Tôn Dương Xuân rời đi, hẹn một tháng sau sẽ quay lại chứng kiến kết quả thi đấu. Phần thi sau đó do Đường Hinh Doanh điều hành. Giống như dự định trước đó, Đàm Vân từ bỏ quyền thi đấu đệ tử, làm Tố Băng nổi giận trong bất lực. Chứng kiến cảnh này, Đàm Đài Ngọc cũng không khỏi thất vọng. Biết Tố Băng không tham gia, Lư Dịch và một số trưởng lão khác liên tục chế nhạo. Đúng lúc này, Đàm Vân lên tiếng muốn thi đấu thay cho Tố Băng. Lư Dịch lập tức đáp lời, hắn chấp nhận để Đàm Vân tỉ thí với điều kiện. Nếu thua, cậu sẽ phải nhận tội danh sỉ nhục trưởng lão và trực tiếp bị xử tử. Đàm Vân thay đổi điều kiện, nếu thua, ta mặc ông xử trí. Nếu thắng, ông phải quỳ 3 ngày trước mộ Tống Hồng. Cuối cùng, Lư Dịch chấp nhận điều kiện của Đàm Vân. Sở dĩ Lư Dịch tự tin như vậy, bởi nửa tháng trước, hắn đã tấn thăng tôn đan sư thành cấp. Các trưởng lão và đệ tử tham gia thịnh hội đan thuật đồng loạt tiến vào quyền trục thời không tinh nguyệt. Ở bên trong, mọi người không thể cảm ứng được sự tồn tại của nhau. Nếu như luyện chế ra đan dược cùng cấp, thì phân thắng thua bằng thời gian. Người chứng kiến bên ngoài đạo trường chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy hình ảnh luyện đan. Đàm Đài Huyền Trọng xuất hiện, để cho con gái quan sát rõ ràng nên ông yêu cầu Đường Hinh Doanh giải trừ màn che mờ. Đàm Vân mang ra Niết Bàn Thánh Hòa làm Tố Băng giật mình, bởi một tháng trước cô đã đưa cho sư phụ. Từ đây cô bắt đầu nghi ngờ Đàm Vân là sư phụ. Để chắc chắn cho suy đoán, Tố Băng đi tìm Thanh Phong thăm dò thông tin của Đàm Vân. Trùng hợp lúc sư phụ đang truyền băng thanh thần điển thì Đàm Vân không có mặt ở Linh Sơn Dược Viện. Điều đó đã khẳng định suy đoán của Tố Băng là chính xác. Cô trở về trong đau đớn khi người đầu tiên động lòng lại là môn hạ đệ tử và cũng đã có vị hôn thê. Trong lúc mọi người đang tập trung luyện đan thì Đàm Vân lại bình tĩnh ngồi tu luyện. Kim Long Thần Sư và Thí Thiên Ma Viên vì thế mà đều đột phá. Tiêu tốn 5 năm tu luyện, Đàm Vân giờ mới bắt đầu quá trình luyện đan. Đặc biệt, cậu chỉ sử dụng đan đỉnh hạ phẩm tôn khí mà trong suy nghĩ của nhiều người thì chỉ luyện được trung phẩm tôn đan. Chưa dừng lại, cậu còn vừa luyện đan vừa tu luyện, đó là điều cấm kỵ trong luyện đan. Lư Dịch luyện xong đan dược đầu tiên, còn Đàm Vân hoàn thành phần thi cuối cùng. Tiếp theo đến phần nghiệm chứng kết quả, môn hạ đệ tử của Lư Dịch giành hạng nhất. Xếp ngay sau lần lượt là môn hạ đệ tử của ngũ trưởng lão và thập lục trưởng lão. Về phần thi của các trưởng lão, nhị trưởng lão và ngũ trưởng lão đều luyện thành thần hồn tôn đan thượng phẩm. Thập lục trưởng lão là trung phẩm thần hồn tôn đan. Nhị trưởng lão nhanh hơn nên tạm thời xếp hạng nhất. Lúc này Công Tôn Dương Xuân cũng trở về, Đàm Đài Huyền Trọng thì âm thầm quan sát đằng sau. Theo yêu cầu của Đường Hinh Doanh, Lư Dịch mở đan đỉnh để lộ ra thần hồn tôn đan cực phẩm. Đổi lại Đàm Vân cũng luyện thành thần hồn tôn đan cực phẩm giống Lư Dịch. Chỉ là Đàm Vân hoàn thành luyện đan sau nên vẫn phải tính là thua cuộc, cho dù cậu chỉ cần 3 năm thay vì 8 năm như Lư Dịch. Lư Dịch tự tin đòi bắt Đàm Vân cho mình xử trí. Bất ngờ đan đỉnh của Đàm Vân khai mở, thay vì 12 viên, cậu đã luyện thành 16 viên đan dược. Lư Dịch và nhị trưởng lão bất phục nên buộc tội Đàm Vân giở trò, lén đưa cực phẩm thần hồn tôn đan vào trong lò. Để chứng minh, Đàm Vân đề nghị cá cược thêm một trận với Lư Dịch. Nếu thua, Lư Dịch phải để Đàm Vân tát 3 cái và quỳ trước mộ Tống Hồng 3 ngày. Tố Băng sau đó chấp nhận dùng tính mạng của mình làm tiền cược cho Đàm Vân. Đàm Vân bắt đầu giải thích. Rất lâu trước đây, đan thuật được chia làm 12, 16, 32 và 64 hệ. Thời gian về sau, 3 hệ 16, 32, 64 dần dần bị lãng quên. Lưu Dịch vẫn không tin, sau đó hắn xuất trưởng tấn công Đàm Vân và lập tức bị Đàm Đài Vũ ngăn cản. Ông tận mắt chứng kiến màn luyện đan của Đàm Vân hoàn toàn không có vấn đề. Hơn nữa, ông cũng chứng minh lời giải thích của Đàm Vân có trong sách cổ.
Đạm Đài Huyền Trọng giờ cũng ra mặt, nên Đường Hinh Doanh tuyên bố Đàm Vân trình độ đan thuật cao hơn nên xếp hạng nhất. Lưu Dịch quá tức giận mà thổ huyết. Cùng lúc đó, Công Tôn Dương Xuân lộ diện muốn nhận Đàm Vân làm đệ tử. Đàm Vân từ chối thì Công Tôn Dương Xuân dùng lời lẽ ngon ngọt cầu dẫn cậu xóa bỏ mâu thuẫn với Lưu Dịch. Đàm Vân nhất quyết không bỏ qua, buộc Lưu Dịch phải quỳ xuống trước mặt cậu. Tiếp theo, Đàm Vân lần lượt tung ra ba cú tát tương ứng với ba tội danh: quản giáo đệ tử không nghiêm, bôi nhọ người khác luyện đan giả và đòi lấy mạng của Tố Bằng. Cuối cùng, Lưu Dịch nhục nhã đi quỳ trước bia mộ của Tống Hồng 3 ngày 3 đêm. Để xả giận cho Lưu Dịch, Công Tôn Dương Xuân sẵn sàng dùng vũ lực với Đường Hình Doanh vì tội cho phép đệ tử thay thế trưởng lão thi đấu. Cho rằng mọi chuyện xuất phát từ Tố Băng nên Công Tôn Dương Xuân gọi cô lên hỏi tội. Đàm Vân đứng ra ngăn cản cùng lý do làm theo lệnh của tông chủ. Công Tôn Dương Xuân không tin nên đòi dùng vũ lực xử quyết Đàm Vân. Giữa lúc căng thẳng lên tới đỉnh điểm thì Đạm Đài Huyền Trọng ra mặt bảo vệ Đàm Vân, cho dù cậu đúng là giải truyền mệnh lệnh. Dưới sức ép của tông chủ, Công Tôn Dương Xuân buộc phải giữ nguyên kết quả và phần thưởng. Ngoài ra, Đạm Đài Huyền Trọng còn cho phép Đàm Vân được thêm một yêu cầu. Đàm Vân sau đó xin ban một tiểu bí cảnh cùng mong muốn Tố Băng dẫn các đệ tử rời khỏi đan mạch lập môn hộ. Đạm Đài Huyền Trọng chưa thể quyết định thì Đàm Vân dùng tính mạng đảm bảo. 7 năm sau, cuộc thi tiên môn 10 mạch sẽ có đệ tử đứng đầu. Nhiều nhất 100 năm thực lực tổng hợp sẽ trở thành mạnh nhất tiên môn. Từ đây, Đạm Đài Huyền Trọng chấp nhận yêu cầu. Ngoài ra, ông còn nói chuyện riêng với Đàm Vân về việc Tố Băng có thể là gian tế. Đàm Vân giải thích Tố Băng là con gái của Thẩm Thiên Tứ, nên lai lịch cô hoàn toàn trong sạch. Sau cuộc nói chuyện, Đạm Đài Huyền Trọng tuyên bố thành lập mạch thứ 10 của tiên môn dưới cái tên Công Huân Nhất Mạch do Tố Băng làm thủ tịch. 5 ngày sau, Đàm Vân và Tố Băng tiến về nội môn 9 mạch tuyển chọn đệ tử mà các mạch khác không được phép can thiệp. Bí cảnh số 9 sau đó được Tố Băng đổi tên thành Công Huân Bí Cảnh. Để cảm ơn Đường Hình Doanh, Đàm Vân tặng lại phần thưởng cho cô. Tòa linh khoáng cực phẩm của Tố Băng cũng được cô tặng cho Đường Hình Doanh. Thông qua thính hội đan thuật, Đạm Đài Ngọc đã có cái nhìn mới về Đàm Vân. Để hiểu rõ hơn về cậu, Đạm Đài Huyền Trọng đề nghị con gái gia nhập Công Huân Nhất Mạch, đồng thời tiến cử cô với Tố Băng dưới cái tên Hoàng Phủ Ngọc. Đạm Đài Huyền Trọng còn cho biết Long Ngạo Thiên đang tìm Đàm Vân và yêu cầu cậu dẫn theo Hoàng Phủ Ngọc. Ở Công Huân Bí Cảnh, Đạm Đài Long và Đức Lão đã chờ sẵn. Theo phân phó của Đạm Đài Huyền Trọng, từ giờ Đạm Đài Long sẽ tạm thời tọa trấn Công Huân Nhất Mạch. Đức Lão thì mang đến 3 vạn tòa đại điện linh khí cùng một số tôn trận sư bố trí cấm chế cho đại điện. Về những tiền cốc mới xây dựng, Tố Băng đặt cho cái tên Băng Vân Tiền Cốc Vực. Nó bao hàm cả tên của cô và Đàm Vân. Sau khi trở về, Công Tôn Dương Xuân lệnh Đường Hình Doanh sắp xếp Lý Tất Thành làm thủ tịch, để hắn an bài đệ tử đáng tin trà trộn vào Công Huân Nhất Mạch làm tai mắt. Lúc này, Đàm Vân cùng Hoàng Phủ Ngọc đụng độ uy uy ở Thiên Phạt Phường Thành. Vì một miếng ngọc bội mà Hoàng Phủ Ngọc vào uy uy đã dùng vũ lực tranh giành. Cùng lúc đó, Long Ngạo Thiên xuất hiện dẫn Đàm Vân vào đại điện. Uy Uy vốn là con gái của Long Ngạo Thiên, cô rất kiêu ngạo khi chỉ trích Đàm Vân giả bộ cao cao tại thượng, gạt người và chê bai Hoàng Phủ Thánh Tông đã xuống dốc. Trái ngược với con gái, Long Ngạo Thiên lại một lòng đề cao Đàm Vân mà xin cậu đến Long Vân Thành chỉ điểm trấn Long Đỉnh. Hoàng Phủ Ngọc ngăn cản vì Công Huân Nhất Mạch mới thành lập nên không thể rời khỏi Thánh Tông. Cho rằng bản thân có thể ứng phó nguy hiểm, Đàm Vân chấp nhận đi Long Vân Tông. Giữa đường, Long Ngạo Thiên về trước luyện trấn Long Đỉnh. Ông phân phó Uy Uy chiêu đãi Đàm Vân và Hoàng Phủ Ngọc. Uy Uy sau đó dẫn hai người đến sân chiêu nạp đệ tử. Tại đây, Tiểu Lương có thao tác luyện khí rất đặc biệt khi biết dung nhập trận văn vào luyện pháp khí. Tề Tiểu Ca vì ghen tị với thiên phú của Tiểu Lương nên thuyết phục Uy Uy đánh chuột. Nhìn thấu tư chất của Tiểu Lương, Hoàng Phủ Ngọc và Đàm Vân lên tiếng chế giễu cách thức chiêu nạp đệ tử của Long Vân Tông có vấn đề. Đàm Vân chỉ cần thêm lửa đã biến cây thương Tiểu Lương luyện thành cực phẩm bảo khí. Cho rằng Đàm Vân đang giành người, Uy Uy xuất kiếm tấn công và lập tức bị cậu đẩy lùi. Chưa chịu bỏ cuộc, Uy Uy thi triển Cuồng Long Kiếm Quyết, bất chấp bản thân chưa đủ tu vi. Thực lực Uy Uy vì đó mà tăng mạnh, nhưng vẫn chưa đủ sức đấu với Đàm Vân. Đứng bên ngoài, Tề Tiểu Ca liên tục khuyên ngăn và đều bị Uy Uy đẩy ra. Để áp chế chân khí điên cuồng trong cơ thể Uy Uy mà Đàm Vân trực tiếp đánh ngất cô. Tỉnh lại trong vòng tay Đàm Vân, Uy Uy nổi giận xuất kiếm và lần này đã bị Hoàng Phủ Ngọc ngăn lại. Đàm Vân giải thích mình không có ý gây rối, chỉ là không muốn Long Vân Tông bỏ lỡ một thiên tài như Tiểu Lương. Cuối cùng, Uy Uy buông bỏ lòng tự cao nhận Tiểu Lương và Long Vân Tông. Để cảm ơn công mở lời tương trợ,
Tiểu Lương dẫn Đàm Vân về nhà chiêu đãi. Uy Uy cũng chạy theo sau tìm hiểu. Tiểu Lương vốn được Ngô sư phụ một tay dạy dỗ. Ông cho biết mình chỉ là một thợ rèn không có tu vi hay môn phái. Sau ngẫu nhiên đạt được một bộ bí điển luyện khí nên mới giúp Tiểu Lương thành tài. Bất ngờ Ngô sư phụ lỡ miệng nói Hoàng Phù Thánh Tông thôn tính Long Vân Tông. Trên đường về, Đàm Vân xác định Ngô sư phụ có vấn đề nên yêu cầu Uy Uy sắp xếp phòng ở gần tiệm rèn. Với tính tò mò của mình, Uy Uy cũng tự mình sai người điều tra lai lịch của Tiểu Lương và Ngô sư phụ. Nửa đêm, Ngô sư phụ lén lút ra ngoài, Đàm Vân và Hoàng Phù Ngọc đuổi theo lại bị Tề Tiểu Ca chặn đường. Đúng lúc này, Uy Uy chạy tới giải thích Ngô sư phụ mới là người xấu. Thực lực của Ngô sư phụ rất mạnh, Tề Tiểu Ca và đệ tử Long Vân Tông hoàn toàn chưa đủ sức truy bắt buộc Hoàng Phù Ngọc phải xuất thủ. Nhanh như chớp, Đàm Vân bóp cổ Ngô sư phụ. Ông thực chất chỉ là một cô gái cải trang. Cô ta sở hữu tà mị thuật rất mạnh, làm Tề Tiểu Ca và đệ tử Long Vân Tông lập tức bị trúng mị thuật. Đàm Vân không bị ảnh hưởng, cậu sử dụng Hồng Mông Thần Đồng ép cho đối phương khai ra vị trí của Ngô sư phụ. Cô ta vừa chuẩn bị khai ra kẻ đứng sau thì bất ngờ bạo thể do trúng lời thề tử sĩ. Biết Ngô sư phụ ở trong thành, Uy Uy rời đi sắp xếp. Trải qua một đêm truy tìm, Uy Uy đã xác định được nơi Ngô sư phụ lẩn trốn. Giống như lần trước, Ngô sư phụ hoàn toàn áp đảo các đệ tử của Long Vân Tông. Tiểu Lương giờ cũng đến, một sự thật khác được vạch trần sau khi thuộc hạ của Uy Uy điều tra. Ngô sư phụ chính là kẻ đã giết hại cha mẹ của Tiểu Lương. Sự thật bại lộ do đó, Ngô sư phụ kích hoạt khôi lỗi thuật trên người Tiểu Lương và những người hàng xóm. Xác định ấn ký hiện tại vẫn chưa thành hình, Đàm Vân chọn Ngô sư phụ làm mục tiêu và nhanh chóng khống chế kẻ địch. Cậu sau đó giải phóng ấn ký giúp những người bị gieo thuật khôi lỗi trở về bình thường. Bản thân Ngô sư phụ thì bị Đàm Vân phế bỏ linh chỉ. Đàm Vân ngăn cản Tiểu Lương trả thù, vì để Ngô sư phụ sống, có thể ép thế lực sau lưng lộ diện. Biết Đàm Vân sẽ mang Ngô sư phụ về Hoàng Phủ Thánh Tông, hai cao thủ luyện hồn cảnh cửu trọng tập kích giết hại Ngô sư phụ bịt miệng. Uy Uy muốn ngăn bọn chúng làm hại bách tính nên bị đầu chọc đả thương. Đàm Vân xuất thủ bảo vệ nhưng Uy Uy vẫn cố chấp ở lại. Trong khi đó, Hoàng Phủ Ngọc ngăn cản mặt sẹo. Trong lúc chiến đấu với Đàm Vân, đầu chọc phóng châm độc về phía Hoàng Phủ Ngọc. Nhưng bất ngờ, Uy Uy lấy thân đỡ đòn vì cô muốn có lời giải thích với Hoàng Phủ Thánh Tông. Cho rằng Uy Uy đã trúng thực hồn độc, Đàm Vân yêu cầu Hoàng Phủ Ngọc đưa cô đến bến tàu. Đàm Vân ở lại phóng xuất 11 phi kiếm thuộc tính bố trí kiếm trận. Tiếp theo, Đàm Vân sử dụng không gian chi chiều hạn chế tầm hoạt động. Mộc Chi cầm cố khống chế và tử vong chi uyên đoạt mạng kẻ địch. Đàm Vân sau đó đến bến tàu kiểm tra tình trạng của Uy Uy. Xác định thực hồn độc đã tiến vào linh chỉ, Đàm Vân tiến hành dùng nước thay cho linh chỉ để rời thai hồn ra ngoài. Sở dĩ cậu có thể làm vậy vì Thanh Ảnh sở hữu năng lực biến nước thành tinh khiết tuyệt đối. Sau một hồi thanh trừ thực hồn độc, Đàm Vân đưa thai hồn trở về linh chỉ. Biết chuyện, Long Ngạo Thiên xin lỗi và cảm tạ Đàm Vân đã giúp Long Vân thành thoát khỏi tai họa. Uy Uy giờ cũng hoàn toàn nể phục Đàm Vân. Đặc biệt, Chấn Long Đỉnh do Long Ngạo Thiên luyện chế đã thỏa mãn đủ yêu cầu, qua đó việc xây dựng lại Thiên Phạt Phường Thành có thể tiếp tục. Trên đường, Đàm Vân và Hoàng Phủ Ngọc quay về. Uy Uy hứa nhất định sẽ bái vào Hoàng Phủ Thánh Tông. Vừa trở về, Đàm Vân báo cáo tình hình Long Vân Tông bị xâm nhập cho Đạm Đài Huyền Trọng để tìm cách ứng phó. Sự kiện công huân nhất mạch chiêu nạp đệ tử làm cho thủ tịch chín mạch còn lại vô cùng bất mãn, cho dù nó là mệnh lệnh của tông chủ. Lúc sau, Tố Băng và Đàm Vân có mặt, việc tuyển chọn do Đàm Vân toàn quyền phụ trách. Đầu tiên, Đàm Vân tuyên bố đệ tử thay hồn cảnh trở lên được vun trồng trọng điểm. Dù tư chất như nào thì cũng đều có cơ hội tiến vào tiên môn công huân nhất mạch. Do trước đó đã được thủ tịch các mạch cảnh cáo nên không một đệ tử nào dám tham gia tuyển chọn. Đàm Vân chưa muốn từ bỏ, cậu dùng những thành tựu của mình để mời chào cùng lời giải thích. Rời khỏi mạch không phải là phản bội, dù ở mạch nào cũng đều là đệ tử Hoàng Phủ Thánh Tông. Bị đánh vào tâm niệm tiến thủ và lòng trung thành, một số đệ tử bắt đầu lung lay. Sau tiếng đếm đầu tiên đã có người gia nhập công huân nhất mạch. Một đệ tử đan mạch muốn gia nhập nhưng bát trưởng lão lại muốn giết hại nên lập tức bị Đàm Vân dùng sức mạnh luyện hồn cảnh ngũ trọng đoạt mạng. Chưa dừng lại, thủ tịch nội môn của đan mạch lao lên báo thù cũng bị Đàm Vân dùng sức mạnh tuyệt đối đánh bay khỏi Ngọa Long Đài. Cậu dứt khoát lấy mạng thủ tịch nội môn vì tông chủ đã có lệnh, các mạch không được can thiệp. Tất cả thủ tịch và các trưởng lão chín mạch lúc này đều bị dọa sợ không dám lên tiếng. Các đệ tử chín mạch vì thế mà lần lượt sai nhập công huân nhất mạch. Hết 3 tiếng đếm, Đàm Vân cho dừng chiêu nạp.
cậu cũng bỏ qua khảo hạch bởi không quan trọng về thực lực. Để tránh có người trà trộn vào công huân nhất mạch phá hoại, Đàm Vân cho bọn họ 3 hơi thở để suy nghĩ nhưng không một ai thừa nhận. Hết thời gian, Đàm Vân thì triển Hồng Mông Thần Đồng lên đệ tử mới gia nhập. Những ai vào làm nội gián đều lập tức hiện nguyên hình. Dưới tác dụng của đồng thuật, các đệ tử gian tế nhanh chóng viết ra tên người sai khiến sau lưng. Tam trưởng lão bị vạch trần nên nhảy lên Ngọa Long Đài đòi bắt Đàm Vân trả mạng, để rồi bị chính Đàm Vân giải quyết. Các trưởng lão sau đó phản đối cũng bị Đàm Vân cho một chém bay màu. Tiếp theo, Đàm Vân bổ sung thêm danh ngạch bù vào các đệ tử gian tế. Kết thúc buổi chiêu nạp, Tố Băng sắp xếp Thanh Phong vào vị trí công huân nhất mạch nhị trưởng lão. Phan Đức thì phụ trách công huân nhất mạch của nội môn. Dưới yêu cầu của Đàm Vân, Tố Băng cũng chấp nhận cho Đại Ngưu và các đệ tử dược viên đến tiên môn công huân nhất mạch bồi dưỡng linh dược. Sau khi tất cả đệ tử mới gia nhập đi tập trung, Đàm Vân muốn hiến những pháp bảo, công pháp cho Tố Băng. Tiếng chuông tập trung vang lên, toàn bộ đệ tử cũ mới tập trung tại đạo trường công huân nhất mạch. Ngoài các đệ tử và trưởng lão thì Giàu cũng đến thăm. Tố Băng xuất hiện tuyên bố, từ nay Đàm Vân chính là đại sư huynh, mệnh lệnh của cậu ngang với thủ tịch và không cần quỳ gối hành lễ. Kế tiếp, Tố Băng ban thưởng mỗi đệ tử mới một món cực phẩm linh khí. Để chuẩn bị cho giải đấu thập mạch 7 năm sau, Tố Băng muốn mở tất cả thời không bảo tháp cho đệ tử bế quan tu luyện gia tăng thực lực. Đặc biệt công pháp cũ sẽ được đổi bằng công pháp mới mạnh hơn. Tự Yên và Thi Giao tuy không phải đệ tử công huân nhất mạch, nhưng Tố Băng vẫn cho phép họ vào bảo tháp tu luyện. Sau khi tất cả giải tán, Đàm Vân chủ động tìm Hoàng Phù Ngọc hẹn đêm nay sẽ đến Tiền Cốc làm cô đỏ mặt ngại ngùng. Chia tay Mộng Nghệ và mọi người, Đàm Vân dịch dung đi thăm Tố Băng. Dù đã biết thân phận của Đàm Vân, tuy nhiên Tố Băng không vạch trần mà cô còn trêu đùa ngược lại. Đầu tiên Tố Băng thăm dò liệu Đàm Vân có thích mình hay không, làm cậu đổ mồ hôi hột. Tiếp theo, Tố Băng bắt Đàm Vân phải phân định giữa mình, Mộng Nghệ và Thi Sau thì ai đẹp nhất. Đàm Vân bối rối, chỉ đành nói Tố Băng đẹp nhất. Đúng lúc này bên ngoài có tuyết rơi, Đàm Vân yêu cầu Tố Băng múa lại điệu múa vào 7 năm trước. Điệu múa của Tố Băng không ngừng làm Đàm Vân nhớ về Huyên Nhi, người vợ đã mất trong kiếp trước. Họ giống nhau đến kỳ lạ, vậy nhưng Đàm Vân không phát hiện thấy dấu vết truyền thể làm người. Thậm chí, dáng vẻ uống rượu giữa hai người cũng giống nhau như đúc. Tố Băng do uống rượu quá chén mà lăn ra ngủ nên Đàm Vân đưa về phòng. Trong cơn say, Đàm Vân lầm tưởng cô là Huyên Nhi. Lúc sau Đàm Vân tỉnh lại và hú hồn vì chút nữa đã để lộ thân phận. Tố Băng vốn không quá say, nghĩ đến cái tên Huyên Nhi, cô đột nhiên cảm thấy đau buồn tột độ. Trước khi rời đi, Đàm Vân để lại thư thông báo mình có việc phải đi 2 năm. Đúng như đã hẹn, nửa đêm Đàm Vân đến vừa công pháp cho Hoàng Phù Ngọc kèm lời nhắc, ghi nhớ xong phải tiêu hủy ngọc giản. Bộ công pháp có tên Quang Minh Cổ Kinh, luyện thành sẽ có năng lực phi hành và thi triển vạn cổ kiếm quyết. Trải qua 3 ngày lĩnh ngộ, Đạm Đài Ngọc thành công luyện ra một đôi cánh giúp cô dễ dàng hơn trong việc bay lượn. Hôm sau, Tố Băng tập trung toàn bộ đệ tử để tiến hành ban công pháp tu luyện, cùng điều kiện không được truyền ra ngoài. Các đệ tử công huân nhất mạch sau đó tiến vào thời không bảo tháp tu luyện trong 2 năm. Trong khi đó, Công Tôn Dương Xuân phát lệnh của cấp trên là mau chóng xử lý Tố Băng và Đàm Vân cho lưu dịch. Nhiệm vụ trong 1 năm phải làm Đàm Vân và Tố Băng biến mất. Lúc này, Phương Thương Hải cũng nhận được mật lệnh từ Lão Tổ. Nếu Đàm Vân và Tố Băng không chết thì ngươi hãy tự vẫn tạ tội. Để làm được điều đó, Phương Thương Hải gọi U Ảnh đến giao phó. Chỉ cần gặp người của công huân nhất mạch thì đánh hết cho ta. Trải qua 2-3 năm trong thời không bảo tháp, Đàm Vân đột phá lên luyện hồn cảnh bát trọng. Hồng Mông bá thể cũng bước vào tam giai đỉnh phòng. Đặc biệt linh thức đã có thể bao trùm 4.800 dặm xung quanh. Đàm Vân đang chuẩn bị tu luyện thêm 13 năm thì thời không bảo tháp bất ngờ đóng lại. Đàm Vân ra ngoài kiểm tra thì nhận được tin, Tố Băng và Thanh Phong trọng thương đang hôn mê. Theo lời Liễu Y Y, Tố Băng và Thanh Phong đi tiền môn Phường Thành đổi linh thạch về thì bị tập kích giữa đường. Toàn bộ linh thạch cũng đều bị cướp. Sau nhiệm vụ quản lý đệ tử cho Mộng Nghệ, Đàm Vân trực tiếp đi xem tình hình của Tố Băng. Sau khi kiểm tra vết thương, Đàm Vân xác định Tố Băng bị nữ tử hạ sát thủ, thực lực ít nhất cũng là thần hồn cảnh ngũ trọng. Đàm Vân sau đó đưa Tố Băng đến công huân đạo trường và yêu cầu Như Tuyết chăm sóc. Tiếp theo Đàm Vân đến chỗ Thanh Phong trưởng lão thăm dò về hung thủ. Thanh Phong không thể xác định, ông chỉ biết đối phương có 3 người. Thanh Phong đưa số linh thạch còn lại cho Đàm Vân cùng lời dặn không được đi thông thiên linh các đổi cực phẩm linh thạch bởi việc ông bị tập kích rất có thể liên quan tới bọn chúng. Đạm Đài Tông Chủ cũng không thể can thiệp vì sẽ rút dây động rừng.
Đàm Vân trở về đạo trường lên giấy có tinh thần cho mọi người, đồng thời yêu cầu toàn bộ đệ tử luyện hồn cảnh ngừng tu luyện để tiến về Quảng Linh Thạch phụ giúp đệ tử tạp dịch khai thác. Để vượt qua khó khăn, La Phiền dẫn đầu mọi người hiến tặng linh thạch bản thân, góp sức cho đệ tử thay hồn cảnh tiếp tục tu luyện. Bản thân Đàm Vân dự tính đi phường thành đổi linh thạch, Hoàng Phù Ngọc cũng theo sau hỗ trợ. Vừa ra khỏi cổng công huân bí cảnh, Đàm Vân và Hoàng Phù Ngọc đã bị tấn công. Chu Ngang quan môn đệ tử của Lư Dịch cùng đồng bọn xuất hiện. Chúng ngoài miệng nói vô tình nhưng thực chất đang nhắm vào Đàm Vân. Nhận ra điều đó, Đàm Vân dùng tốc độ nhanh nhất tiếp cận linh thuyền. Nhìn thấy đồng bọn lần lượt bị đánh hạ, Chu Ngang sợ hãi bỏ chạy. Chọn Chu Ngang làm mục tiêu, Đàm Vân đề nghị Hoàng Phù Ngọc giải quyết những tên còn lại. Đây cũng là lần đầu tiên Hoàng Phù Ngọc giết người nên tay chân cô không ngừng run rẩy. Chu Ngang lúc này đã bị Đàm Vân bắt giữ, cầu phế hai tay đối phương đồng thời dùng đồng thuật thăm dò kẻ đứng sau. Lưu Dịch phái Chu Ngang tới, tuy nhiên Chu Ngang lại không biết người đã thương Tố Băng và Thanh Phong. Xong việc Đàm Vân một chiêu hạ sát Chu Ngang, hành động quăng thi thể Chu Ngang lên thuyền của Đàm Vân làm Hoàng Phù Ngọc sợ hãi muốn tự mình phi hành. Chỉ là để chứng minh bản thân nên cô vẫn ngồi linh thuyền cùng Đàm Vân. Ngay khi linh thuyền rời đi, U Ảnh và ba kẻ bịt mặt lộ diện. Cô không động thủ vì nơi đây là sơn môn của Cùng Huyền Nhất Mạch. Sau nhiệm vụ truy sát Đàm Vân cho ba kẻ bịt mặt, U Ảnh trực tiếp ở lại canh chừng. Điểm đến tiếp theo của Đàm Vân là sơn môn Tiên Môn Đan Mạch. Thông qua Hồng Mông Thần Đồng, Đàm Vân điều khiển đệ tử canh cổng đưa thẻ ngọc sản cho Lư Dịch. Đồng thời đẩy linh thuyền cùng thi thể Chu Ngang xuống trước cổng. Nội dung bên trong thẻ ngọc sản là đã phát hiện vị trí thi cốt của Lư Vũ. Né lại đau thương, Lư Dịch và Hàn Vĩnh xuất phát đến địa điểm chỉ định. Ra ngoài cổng, Lư Dịch bắt gặp cảnh tượng thi thể Chu Ngang nằm dưới cổng. Trong khi đó, Đàm Vân đưa Hoàng Phù Ngọc đến nơi cất giấu thi cốt Lư Vũ. Nhận thấy đang có người theo dõi, Đàm Vân khẳng định, nếu lát nữa lọt vào công kích, ta sẽ bảo vệ đệ. Ba kẻ bịt mặt lộ diện, trong số chúng có một tên là thần hồn cảnh ngũ trọng, hai tên thần hồn cảnh tam trọng. Ngay khi hai tên thần hồn cảnh tam trọng động thủ, thì Đàm Vân gọi Thí Thiên Ma Viên ra ngoài. Sự xuất hiện của yêu thú cấp cao làm bọn chúng sợ hãi rút lui. Một tên vấp ngã và lập tức bị Thí Thiên Ma Viên dẫm nát nhục thần. Các đạo thần hồn cũng bị lão viên đánh tàn. Rất nhanh Thí Thiên Ma Viên đã đuổi kịp và bóp chết được tên tử sĩ thứ hai. Tên thứ ba thì chúng gậy, buộc phải phóng xuất thần hồn thoát thần. Dẫu vậy, chúng vẫn bị lão viên bắt về, đồng thời để lại một đạo thần hồn cho Đàm Vân tra hỏi. Hắn không biết người đã thương Thanh Phong nhưng biết người tập kích Tố Băng là U Ảnh. Cô có cảnh giới thần hồn thất trọng và đang dùng bùa ẩn thân đợi Tố Băng ra ngoài. Ngoài ra, tên tử sĩ còn cho biết tổng cộng có 500 người, cứ điểm là Thông Thiên Linh Các. Về kẻ đứng sau ra lệnh, tên tử sĩ chỉ nói được từ phương thì bất ngờ phát nổ. Sau một hồi suy luận, Đàm Vân và Hoàng Phù Ngọc xác định là Phương Thương Hải. Thí Thiên Ma Viên phát hiện Lư Dịch và Hàn Vĩnh đang tiến tới gần. Lo ngại Hoàng Phù Ngọc sẽ gặp nguy hiểm nên Đàm Vân đề nghị cô ẩn giấu khí tức ẩn nấp. Lúc sau, Lưu Dịch và Hàn Vĩnh tìm đến, Đàm Vân chỉ âm thầm đứng bên ngoài quan sát. Sau khi xác định bộ hải cốt chính là con trai, Lưu Dịch gào lên trong đau đớn. Hàn Vĩnh động viên sẽ điều tra hung thủ thì tiếng Đàm Vân vang lên đầy uy dũng. Cho rằng đối phương có bối cảnh lớn, Lưu Dịch và Hàn Vĩnh quỳ xuống cầu xin chỉ điểm. Cùng lúc đó, Đàm Vân nhanh như chớp tung một cước đá bay một cánh tay Hàn Vĩnh. Lưu Dịch động thủ thì Thí Thiên Ma Viên ra ngoài ứng phó. Biết đánh không lại, Lưu Dịch và Hàn Vĩnh dập đầu xin tha và muốn bù đắp bằng thiên tài địa bảo. Chỉ là Đàm Vân không cần tiền tài, cái cậu cần là tính mạng đối phương, qua đó Thí Thiên Ma Viên ngay lập tức đập tan nhục thân Hàn Vĩnh. Các đạo thần hồn bỏ chạy cũng không thành công. Chỉ còn một mình, Lưu Dịch ra sức thề sẽ không báo thù. Đàm Vân chấp nhận bỏ qua cho lúc chưa rời khỏi đan mạch, nhưng hành động bố trí Chu Ngang phục kích thì phải trừng phạt. Cuối cùng Đàm Vân cho Lư Dịch một cơ hội nói ra kẻ chủ mưu đứng sau để được cái chết sảng khoái. Lư Dịch giả vờ hợp tác, tuy nhiên lại âm thầm đánh lén để rồi bị Thí Thiên Ma Viên hạ gục. Đàm Vân giữ lại một đạo thần hồn để tra hỏi. Từ đây Đàm Vân biết thêm Thanh Phong bị ba nhóm người truy sát. Một trong số đó toàn thân áo đen có khả năng là Tiểu Viễn, đệ tử thân truyền của Lỗ Hằng chấp pháp trưởng lão Tiền Môn. Thứ hai là nhóm U Ảnh. Nhóm còn lại thông qua hình ảnh Đàm Vân xác định cùng lai lịch với thích khách Long Vân Tông. Xong việc, Đàm Vân hạ sát Lư Dịch bằng cách bóp nát thần hồn. Đàm Vân sau đó gọi Hoàng Phù Ngọc ra ngoài và cùng cô trở về Cùng Huyền bí cảnh. Bên trong thời không bảo tháp, Tố Băng tỉnh lại và được Như Tuyết cho biết Đàm Vân hiện giờ đang quản lý công việc trong mạch.
cái chết của Lư Dịch và Hàn Vĩ nhanh chóng được ngũ trưởng lão truyền báo cho Đường Hình Doanh. Hai người là đệ tử chân truyền của Công Tôn Dương Xuân, nên lão lập tức tìm Đường Hình Doanh yêu cầu cô điều tra hung thủ. Trong khi đó, U Ảnh cuối cùng cũng đợi được Đàm Vân quay về. Lệnh bài của đồng bọn đã vỡ, do đó U Ảnh xóa bỏ ẩn thân lao xuống tấn công Đàm Vân. Đàm Vân đưa Hoàng Phủ Ngọc rời khỏi linh thuyền, đồng thời lệnh Thí Thiên Ma Viên ở lại ngăn chặn. Từ trận chiến, một mảnh vỡ linh thuyền bay ra làm Đàm Vân phải lấy thân đỡ đòn cho Hoàng Phủ Ngọc. U Ảnh hiện giờ cũng đã bị đánh bại, khuôn mặt của cô bất ngờ lại vô cùng giống Tố Băng. Thay vì lấy mạng U Ảnh, Đàm Vân giam cầm linh chỉ trước khi để Hoàng Phủ Ngọc mang về Công Hồn Nhất Mạch. Đàm Vân thì một mình đi Sơn Môn Nội Môn, đến nơi cậu bị hai đệ tử Ngũ Hồn Nhất Mạch ngăn chặn. Thái Lương chủ động xuất kích, để rồi bị Đàm Vân đánh hại trong vài động tác đơn giản. Một số người phát hiện ra Đàm Vân nên lập tức gọi thêm đồng bọn. Đàm Vân sau đó quay lại hỏi tội Lục Phong, buộc hắn phải gọi người đại ca Lục Lôi của Phong Lôi Nhất Mạch giải cứu. Đứng bên ngoài, Tiểu Viễn và Hạ Sư Đệ âm thầm quan sát. Trong khi đó, cuộc chiến giữa Đàm Vân và Lục Lôi bắt đầu. Các đòn đánh của Lục Lôi dễ dàng bị Đàm Vân phá giải. Trong một lần đọ nội lực, Đàm Vân trực tiếp phế đi một cánh tay của Lục Lôi. Bất chấp Đàm Vân đã nhắc nhở không có thù oán với Phong Lôi Nhất Mạch, Lục Lôi vẫn cố chấp phản kháng để rồi bị cậu đả thương cùng với lời cảnh cáo. Sau này gặp ta thì tránh xa. Tần Mai Hồng ra mặt đòi công bằng cho đệ tử Phong Lôi Nhất Mạch và được Đàm Vân hẹn gặp trên sinh tử đài. Đây là cơ hội quang minh chính đại giải quyết Đàm Vân, nên những kẻ như La Nguyên, Hồ Kim, Lâm Bằng hay Đoạn Tính đều tranh thủ lên sinh tử đài nghênh chiến. Đặc biệt, Dương Khang có thực lực top 20 tiên môn khí mạch cũng tham gia. Bọn chúng đồng loạt xuất chiến nhưng bị Đàm Vân né tránh. Đàm Vân quay lại giải quyết từng đệ tử lao lên trong chớp nhoáng. Tiếp theo, cậu sử dụng tốc độ găm một kiếm vào giữa bụng Đoạn Tình, tiễn hắn đi chầu tổ tiên. Tần Mai Hồng phóng phi tiêu đánh lén, kết quả bị Đàm Vân phản đòn bằng chính phi tiêu của mình. Tiêu Viễn bắt đầu run sợ, hắn lệnh tất cả cùng tiến đánh nhưng Đàm Vân vẫn có thể cản phá. Lão Nguyên tính bung toàn lực chiến đấu, tuy nhiên Đàm Vân kịp thời tiếp cận nên thành công hạ gục đối thủ. Lần lượt Hồ Kim, Dương Khang và Tiêu Viễn sau đó cũng bị Đàm Vân đánh bại. Bị dồn vào đường cùng nên Dương Khang liều mạng tung sát chiêu ép Đàm Vân tạo vòng bảo vệ. Tiêu Viễn lặng lẽ bỏ chạy nhưng vẫn lọt vào tầm mắt Đàm Vân. Cậu giải quyết Dương Khang trước, sau đó đá Tiêu Viễn trở lại sinh tử đài. Đàm Vân chuẩn bị giẫm chết Tiêu Viễn thì Lỗ Hàng xuất hiện xin tha mạng cho đệ tử. Đàm Vân chấp nhận thả người cùng với điều kiện phải hỏi rõ Tiêu Viễn một số vấn đề. Cậu sau đó hỏi chuyện Tiêu Viễn dắt đầu nhóm đệ tử chấp pháp mặc áo đen che mặt làm gì. Tiêu Viễn mới đầu nhất quyết từ chối và chỉ bắt đầu thay đổi thái độ khi Đàm Vân nói sẽ thà chết nếu khai thật. Thầy Lỗ Hàng đứng quan sát, Tiêu Viễn lại không dám tiết lộ tên người đứng sau. Cuối cùng, Đàm Vân thi triển đồng thuật lên Tiêu Viễn và sự thật là Lỗ Hàng chủ mưu khi yêu cầu gặp đệ tử Công Huân Nhất Mạch đều phải xử trong âm thầm. Đàm Vân giữ lời tha cho Tiêu Viễn, tuy nhiên, Lỗ Hàng lại sẵn sàng xuống tay với đệ tử. Tiếp ngay sau, Lỗ Hàng buộc tội Đàm Vân bức bách đệ tử vu hãm trưởng lão để đưa cậu về chấp pháp điện điều tra. Đàm Vân không phản kháng mà chấp nhận đi theo Lỗ Hàng. Về đến chấp pháp điện, Lỗ Hàng thú nhận tội danh phái người truy sát Thanh Phong trưởng lão. Cùng lúc đó, Đàm Vân cởi bỏ dây trói, đồng thời gọi lão viên ra ngoài chiến đấu. Đối mặt với yêu thú cấp 4, Lỗ Hàng hoàn toàn không có cơ hội nên giải phóng thần hồn bỏ chạy. Thí Thiên Ma Viên sau đó bắt lại một đạo thần hồn để Đàm Vân tra hỏi nơi cất giấu linh thạch. Bên trong mật thất, Lỗ Hàng cất giấu rất nhiều linh thạch và tất cả đều rơi vào túi càn khôn của Đàm Vân. Xong việc, Đàm Vân một đấm đánh tan tia thần hồn. Tiếp theo, Đàm Vân đến đàn các và được Đường Hình Doanh gọi lên phòng nói chuyện. Biết Tố Băng trọng thương, Đường Hình Doanh tự trách bản thân không thể giúp đỡ. Xác định cô là người có tình có nghĩa, Đàm Vân chủ động giới thiệu về 16 hệ đan thuật. Đặc biệt, cậu còn sẵn sàng tặng 16 và 32 hệ đan thuật cho Đường Hình Doanh. Đổi lại, biết mục đích của Đàm Vân là mua đan dược, Đường Hình Doanh chuẩn bị lượng lớn luyện hồn đan và linh ngừng đan cho cậu mà không thu linh thạch. Trước khi rời đi, Đàm Vân thăm dò về một ấn ký thường được xăm ở cổ tay trái. Sau một hồi lục lại trí nhớ, Đường Hình Doanh xác định nó đại biểu cho thị vệ kim tộc. Theo ghi chép thì thời thượng cổ có 6 gia tộc lớn. Đường Hình Doanh chỉ nhớ được 3 gia tộc là Đường tộc, Kim tộc và Mộ Dung gia tộc. Kim tộc vô cùng tàn ác, chúng rất khát máu và sớm đã mai danh ẩn tích. Ngồi một mình, Đường Hình Doanh ngẫm lại. Trăm năm trước, Đường tộc rõ ràng đã diệt tuyệt Kim tộc. Nghi ngờ chúng trà trộn vào Hoàng Phủ Thánh Tông vì thần kiếm nên Đường Hình Doanh quyết định báo cáo cho phụ thần.
Đàm Vân đến Thông Thiên Linh Các đổi cực phẩm linh thạch và được phục vụ dẫn vào Nhã Các đợi Vạn Sự Thông trưởng quỹ. Vừa gặp mặt, Vạn Sự Thông đã liên tục đề cao năng lực của Đàm Vân, thậm chí còn cho rằng cậu có khả năng trở thành thánh tử và làm bộ làm tịch, áy náy vì đã không hộ tống Thành Phong về Công Huân Nhất Mạch. Đặc biệt khi biết Đàm Vân muốn đổi 1.000 vạn cực phẩm linh thạch, thì Vạn Sự Thông yêu cầu cậu đến bảo khố để giao dịch. Nơi đây có một nhóm người che mặt canh giữ, Vạn Sự Thông giờ mới lộ bộ mặt thật khi tuyên bố muốn giết Đàm Vân. Vừa hay đây lại là cơ hội cho Đàm Vân hốt gọn một mẻ. Đầu tiên, cậu gọi Thí Thiên Ma Viên ra ngoài giải quyết đám tử sĩ có mặt. Nhận thấy thuộc hạ đối thế, Vạn Sự Thông lệnh những tử sĩ còn sống đi cầu viện thủ lĩnh. Thí Thiên Ma Viên lập tức chặn đường. Trong chớp mắt, nó đã đánh hạ toàn bộ tử sĩ. Vạn Sự Thông nhắm vào Đàm Vân cũng bị Thí Thiên Ma Viên đẩy lùi. Bị ép vào thế chân tường, Vạn Sự Thông cố gắng phản kháng trước khi phóng xuất thần hồn đi báo tin cho thống lĩnh, nhưng sau cùng vẫn thất bại. Để tránh làm lộ tin tức, Vạn Sự Thông dứt khoát tự sát. Thí Thiên Ma Viên sau một hồi kiểm tra xung quanh thì phát hiện cửa đại diện tầng 6 bị khóa. Bên trong là vô số linh thạch, Đàm Vân phải mất 80 nhẫn càn khôn để thu về. Trong một cánh cổng khác, lại thông đến bí cảnh tiên môn khí mạch. Xử lý dấu vết ở hiện trường xong, Đàm Vân trực tiếp đi vào truyền tống trận qua chỗ Phương Thương Hải. Lúc này, Phương Thương Hải đang nổi giận với thuộc hạ vì chưa giải quyết được Đàm Vân. 10 ngày sau nữa, nếu không hoàn thành nhiệm vụ thì lão sẽ phải tự sát với lão tổ. Thí Thiên Ma Viên đợi sẵn ở cửa, ngay khi Phương Thương Hải đi vào thì lập tức bị khống chế. Lão cố gắng thoát thân nhưng thực lực chênh lệch quá lớn nên vẫn bị Thí Thiên Ma Viên áp chế. Đàm Vân ra mặt vạch trần những tội ác mà Phương Thương Hải đã phạm, đồng thời một kiếm giết chết kẻ thù. Các đạo thần hồn Phương Thương Hải thoát ra cũng bị Thí Thiên Ma Viên thu về. Dưới tác dụng của Hồng Mông Thần Đồng, Phương Thương Hải khai lão tổ của khí mạch được gọi là Lục Lão Tổ. Cuối cùng, Đàm Vân dàn dựng một vụ tự sát cho Phương Thương Hải khi đã không hoàn thành nhiệm vụ. Để tránh làm lộ manh mối, Đàm Vân đốt rụi toàn bộ khí tức và dấu vết. Trở về Thiên Linh Cốc, Đàm Vân kiểm tra thân phận nữ phục vụ. Biết cô không liên quan tới Vạn Sự Thông nên Đàm Vân quyết định bỏ qua. Tiếp theo, Đàm Vân thông báo chuyện kim tộc xâm nhập vào Hoàng Phủ Thánh Tông cho Đạm Đài Huyền Trọng. Quay về Công Huân Nhất Mạch, Đàm Vân đề nghị Hoàng Phủ Ngọc đến Quảng Linh gọi đệ tử đang khai thác về. U Ảnh dù bị bắt nhưng vẫn rất cứng miệng, cô không hối hận khi từ nhỏ đã được chủ nhân nuôi dưỡng và giúp hắn loại bỏ đối lập. Rất nhanh các đệ tử đã có mặt ở đạo trường, bản thân Đàm Vân thì đích thân đi khỏi Tố Băng xuất quan. Ngoài ra Đàm Vân còn đưa Tố Băng số linh thạch vừa lấy được từ tay Phương Thương Hải và đang dược Đường Hình Doanh tặng để cô phân phối cho các đệ tử. Lúc sau Tố Băng ra đạo trường trừng phạt U Ảnh, nhận thấy U Ảnh quá giống mình, Tố Băng quyết định để cô tự sát. Dẫu vậy U Ảnh vẫn ngông cuồng nên đích thân Tố Băng phải hạ sát thủ. Đúng lúc này, một mặt dây chuyền rơi ra làm Tố Băng đau đớn. Cô yêu cầu Đàm Vân cởi bỏ phong ấn linh chỉ. Cho rằng toàn bộ đạo thần hồn rời khỏi cơ thể thì nhục thân sẽ hết cứu. Qua đó Đàm Vân thuyết phục thần hồn U Ảnh quay về linh chỉ. Hơn nữa Tố Băng còn thề với trời nên thần hồn của U Ảnh cũng chịu xung nhập vào cơ thể. Tiếp theo Đàm Vân muốn đưa U Ảnh lên tầng 108 cực phẩm thời không bảo tháp. Cậu đề nghị Tố Băng đến dược viên thu thập linh dược cần thiết. Linh dược rất nhanh đã được Tố Băng chuẩn bị đầy đủ. Từ đây, Đàm Vân bắt đầu tiến hành cứu chữa U Ảnh. Hoàn thành chữa trị, Đàm Vân rời đi để Tố Băng ở lại chăm sóc. Một lúc sau, U Ảnh tỉnh lại, cô muốn biết tại sao Tố Băng cứu mình. Tố Băng kể 43 năm về trước, có một đôi vợ chồng đạt được một miếng U Băng Ngọc ngàn năm. Cùng năm đó, hạ sinh đứa con gái đầu lòng lấy tên là Thẩm Tố Trình. 2 năm sau, người con gái thứ hai tên Thẩm Tố Băng ra đời. Lúc 2 tuổi, Tố Trinh theo mẫu thân ra ngoài thì vô tình mất tích. Biết phụ thân bị Công Tôn Dương Xuân hãm hại, Tố Trinh thề nhất định sẽ chém lão thành muôn mảnh. Để làm được điều đó, cô muốn ở lại Công Huân Nhất Mạch giúp đỡ Tố Băng. Rời khỏi cực phẩm thời không bảo tháp, Tố Băng giới thiệu thân phận mới của Tố Trinh cho Đàm Vân. Các đệ tử và trưởng lão Công Huân Nhất Mạch cũng được Tố Băng tập trung. Thành Phong trưởng lão mừng rỡ khi Tố Trinh mất tích nhiều năm còn sống. Tố Băng tuyên bố trước mặt toàn bộ đệ tử, từ bây giờ Tố Trinh sẽ là Thái Thượng trưởng lão của Công Huân Nhất Mạch. Để ăn mừng Tố Trinh nhận chức, Tố Băng đặt cách cho đệ tử nghỉ ngơi 3 ngày. 3 ngày sau sẽ mở ra tất cả thời không bảo tháp để mọi người bế quan tu luyện. Trước khi rời đi, Tố Băng ngầm ám chỉ sẽ đợi gặp sư phụ. Đúng như dự tính, ngày thứ 3 thì Đàm Vân đến thăm Tố Băng. Tố Băng mở lời muốn Đàm Vân truyền công pháp cho Tố Trinh. Đàm Vân tặng Tử Phong Thánh Kinh nhưng cậu chỉ đưa trước 6 trên 12 quyển.
Chưa dừng lại, Đàm Vân còn cố tình làm khó Tố Trinh khi vừa bắt cô thề không truyền ra ngoài, vừa yêu cầu cô đấm chân. Tố Trinh mặc dù rất bất mãn nhưng vẫn phải nhẫn nhịn. Hôm sau Tố Băng khai mở cực phẩm giới tử không quyền trục để mọi người tu luyện trong 5 năm. 35 năm trong quyền trục bằng 1 năm ngoài thời gian thực. Trải qua 54 năm tu luyện, Đàm Vân đột phá luyện hồn cảnh đại viên mãn. Hồng Mông bá thể cũng bước vào cấp 4 sơ kỳ. Trong 120 năm còn lại, Đàm Vân tập trung luyện chế phi kiếm cực phẩm tôn khí 11 loại thuộc tính. Cực phẩm tôn khí sau khi nhỏ máu nhận chủ sẽ dẫn đến thiên kiếp. Đạm Đài Long và Hoàng Phù Ngọc nhận thấy thiên kiếp xuất hiện nên nhanh chóng xuất phát tìm hiểu. Sức mạnh của thiên kiếp vô cùng cường đại, Đàm Vân dù rất cố gắng né tránh nhưng vẫn bị lôi kiếp đánh trúng. Hoàng Phù Ngọc muốn xuống thăm dò thì Đạm Đài Long ngăn lại. Vì nếu xông vào khu vực độ kiếp sẽ làm Đàm Vân phải gánh nhận thêm uy lực. Ngay khi thiên kiếp kết thúc, Hoàng Phù Ngọc cùng một số đệ tử đi vào tìm kiếm. Đàm Vân thoát khỏi các lớp đất đá đè lên, đồng thời cảnh cáo, vẫn còn thiên kiếp chưa sáng lâm. Đạm Đài Long vội vã được các đệ tử trở lại phi thuyền. Đàm Vân cũng kịp thời giải nguy cho Hoàng Phù Ngọc. Theo Đàm Vân thì cậu chỉ luyện phi kiếm cực phẩm tôn khí. Vậy nhưng đó là loại đồng thời có 11 loại thuộc tính nên mới dẫn đến thiên kiếp. Cuối cùng Đàm Vân yêu cầu Đạm Đài Long đưa mọi người lui xa trăm dặm. Bản thân cậu sẽ ở lại điều khiển phi kiếm độ kiếp. Phi kiếm chống chọi thành công đợt thiên kiếp cuối cùng thì trở về chỗ Đàm Vân. Đàm Vân đặt tên cho thanh kiếm là Tiểu Tử và hứa sau này sẽ giúp tạo nhục thân hình người. Đàm Đài Long bất ngờ cung kính với Đàm Vân vì nhờ có Giao Thiên Long hộ thành thánh trận của cậu nên giờ ông đã bước vào tôn trận sư trung cấp. Đặc biệt, Đàm Đài Long còn để Đàm Vân gọi mình hai tiếng thúc tổ phụ. Bản thân Hoàng Phủ Ngọc cũng bắt đầu nhận thấy có tình cảm với Đàm Vân. Hiện tại Mộng Nghệ, Thi Giao và Tử Yên đều đã chạm tới vách chắn thân hồn cảnh. Đàm Vân và ba người họ di chuyển về tiền cốc chờ đợi Tố Băng và các đồng môn xuất quan. Như Tuyết hiện giờ cũng đã luyện hồn cảnh viên mãn, Tố Băng còn khủng bố hơn khi đạt thần hồn cảnh bát trọng. Tố Trinh cũng không kém cảnh với thần hồn cảnh đại viên mãn. Thời gian tỉ thí 10 mạch chỉ còn một ngày, do đó Tố Băng hủy bỏ sàng lọc nội bộ và để Đàm Vân, Mộng Nghệ, Hoàng Phù Ngọc, La Phiền, Như Tuyết tham gia thi đấu. Cho rằng khí mạch và ngũ hồn nhất mạch đều muốn giết mình, nên Đàm Vân yêu cầu Thi Giao và Tử Yên ở lại. Cuối cùng, Tố Băng động viên các đệ tử tham gia phải toàn lực ứng phó để tông chủ không mất mặt. Cũng theo Tố Băng, ba đệ tử hạng đầu tiên bảng sẽ cùng với đệ tử thần hồn tiên cung và vĩnh hằng tiên cung giành xuất tiến vào chư thần chiến trường. Việc tham gia thí luyện là rất cần thiết bởi bên trong chiến trường có ba thần vật lớn chờ người hữu duyên thu hoạch. Ba thần vật gồm có Trấn Ma Thần Tháp, Sinh Mệnh Chi Thụ và Giếng Cổ Truyền Thừa. Trong số đó, Sinh Mệnh Chi Thụ có thần hiệu Phản Lão Hoàn Đồng, Trấn Ma Thần Tháp thì trấn áp cường giả. Đặc biệt, tu sĩ được giếng cổ công nhận còn nhận được truyền thừa của thần. Ngoài ra trong chiến trường chư thần còn thường xuyên xuất hiện hỏa chủng. Tỷ thí 10 mạch năm nay được tổ chức ở Thánh Hồn Nhất Mạch. Đàm Đài Huyền Trọng xuất hiện và đề nghị 10 thủ tịch ngồi vào chỗ. Thủ tịch tiên môn Thánh Hồn Nhất Mạch phát biểu khai mạc. Hạng nhất tiên bảng được thưởng một phi kiếm cực phẩm Á Tôn Khí, hạng hai thưởng phi kiếm thượng phẩm và hạng ba là trung phẩm Á Tôn Khí. Về quy tắc sẽ dùng rút thăm để quyết định lôi đài chiến giữa hai mạch. Thắng cuộc là đánh đến khi đối phương không còn đệ tử xuất trận hoặc xin thua. Nhận thấy công hồn nhất mạch bị coi thường, Đàm Vân đứng lên muốn được trực tiếp đấu đơn 9 mạch còn lại. Điều này có trong quy tắc thi đấu tiên môn nên Đàm Đài Huyền Trọng chấp nhận yêu cầu. Dựa theo bốc thăm, đan mạch thi đấu đầu tiên với công hồn nhất mạch. Tào Dương là đệ tử đan mạch phái ra ứng chiến, còn công hồn nhất mạch là La Phiền. Tào Dương xuất trận đầy hùng hổ nhưng ngay lập tức bị La Phiền giải quyết. Từ sư huynh nhảy xuống võ đài thi triển không gian tù lùng để trói buộc và không gian rào sát công kích. La Phiền dốc toàn lực phá giải đồng thời một chiêu phản công đánh bại từ sư huynh. Đến lượt Thiếu Hoa xuất trận thì Đàm Vân sắp xếp Hoàng Phù Ngọc xuống nghênh chiến. Chỉ trong chớp mắt, Thiếu Hoa đã bị hạ gục, qua đó Đường Hình Doanh phải nhận thua. Tiếp theo đến lượt khí mạch đánh với công hồn nhất mạch. Văn Tổ xác định mình chỉ có 3 phần cơ hội thắng nên thủ tịch khí mạch chủ động xin thua. Ngũ hồn nhất mạch xuất chiến lượt thứ 3. Giống như lần trước, Hoàng Phù Ngọc cũng đánh bại đối thủ trong một chiều. Khổng Thành đại thiên tài của cổ hồn nhất mạch thi đấu lượt trận thứ 4. Hoàng Phù Ngọc di chuyển với tốc độ cực kỳ nhanh ép Khổng Thành phải tung át chủ bài cổ mộ chân kinh. Phía đối diện Hoàng Phù Ngọc thi triển quang minh thánh dực tạo ra một vòng tròn bảo vệ xung quanh. Tích tụ đầy đủ sức mạnh, Hoàng Phù Ngọc phản công và lập tức khiến Khổng Thành bay màu.
Hoàng Phù Ngọc nổi thương nhẹ, sau đó Đàm Vân chủ động thay cổ quyết đấu. Cổ hồn nhất mạch không có mâu thuẫn với Đàm Vân, nên thủ tịch tiền môn muốn đệ tử dưới trướng được cọ sát với cậu. Đàm Vân sau đó phô diễn sức mạnh trước Điền Hương khi đoạt châm cài tóc mà cô không kịp phát giác. Xác định đệ tử chủ yếu tu tập phù thuật nên thiệt thòi về mặt chiến đấu quá nhiều, do đó thủ tịch phù mạch trực tiếp nhận thua. Tiếp theo, Phong Lôi nhất mạch cũng từ bỏ quyền thi đấu. Đến lượt thú hồn nhất mạch, lão thủ tịch phái Nhược Lâm dùng võ đài giao thủ với Đàm Vân. Nhược Lâm cũng là đại thiên tài khi tu luyện đến thú hồn cửu chuyển. Trận đấu bắt đầu, Nhược Lâm tạo ra một làn huyết xương xung quanh, đồng thời cường hóa cơ thể gia tăng sức mạnh. Dẫu vậy, Đàm Vân vẫn rất bình tĩnh, cậu nhảy lên phá tan khắp huyết linh trưởng. Nhược Lâm chưa từ bỏ, cô xuất kiếm đánh tan vòng phòng ngự của Đàm Vân. Để đối phó, Đàm Vân bố trí thôn phệ tinh trận triệt tiêu làn huyết xương. Chưa dừng lại, Đàm Vân còn thôn phệ cả Nhược Lâm lẫn kiếm. Thủ tịch tiền môn thú mạch cầu xin Đàm Vân tha cho đệ tử không được, thì chuyển sang xin Tố Băng và Đạm Đài Huyền Trọng. Lão làm vậy vì Nhược Lâm chính là con gái duy nhất của mình. Đạm Đài Huyền Trọng chấp nhận cùng điều kiện, sau này phải tuyệt đối trung thành. Được tổng chủ truyền lời, Đàm Vân tha cho Nhược Lâm một mạng. Thú hồn nhất mạch vì thế mà thua cuộc. Trận mạch xuất chiến lượt thứ 8 và đối thủ lần này của Đàm Vân là Phật Tâm. Phật Tâm gian xảo 7 trận trước khi xuống võ đài thi đấu. Có điều với Đàm Vân thì đó chỉ như muối xíu qua mắt thợ. Cậu vượt qua cơn mưa đạn trước khi dùng tốc độ tiếp cận bóp cổ Phật Tâm. Đệ tử mất mạng làm ngụy thủ tịch đau đớn nhận thua. Trước mắt chỉ còn Thánh Hồn nhất mạch, quán quân tỷ thí lần trước chưa thi đấu. Đàm Vân thách đấu tất cả để tránh tiêu tốn thời gian. Triệu Sư Huynh tạo một làn khói hạn chế tầm nhìn, đồng thời vây khốn Đàm Vân bằng thời gian chỉ võng. Đàm Vân dễ dàng thoát khỏi trói buộc trước khi tung trường đẩy lùi đối thủ. Triệu Sư Huynh thay đổi vũ khí cấp cao hơn nhưng vẫn bị Đàm Vân đánh mất một tay. Thủ tịch tiên môn Thánh Hồn thúc giục đệ tử bỏ chạy, tuy nhiên Đàm Vân đã nhanh tay đoạt mạng Triệu Sư Huynh. Lưu Nhã nổi giận giải phóng linh âm băng tình đóng băng Đàm Vân. Nhận lệnh từ thủ tịch, Lưu Nhã tiến tới chuẩn bị cho một đòn quyết định. Đứng bên ngoài, Hoàng Phù Ngọc đầy lo lắng và được Tử Yên động viên. Tỷ phu của ta không dễ chết vậy đâu. Bên dưới võ đài, Đàm Vân dần dần thôn phệ linh âm chi khí. Lưu Nhã tiếp cận thì Đàm Vân bất ngờ xuất kiếm hạ sát đối thủ. Toàn bộ thủ tịch tiền môn chín mạch đã nhận thua, qua đó công huân nhất mạch chính thức đạt hạng nhất. 10 ngày sau, ba đệ tử đứng đầu sẽ đại diện Hoàng Phù Thánh Tông tiến về Thần Hồn Tiên Cung tranh đoạt xuất thí luyện chiến trường chư thần. Theo yêu cầu của Tố Băng, Đàm Vân sắp xếp Mộng Nghệ hạng 2 và Hoàng Phù Ngọc hạng 3. Về phần thưởng, Đàm Vân muốn cực phẩm phi kiếm A Tôn Khí thuộc tính không gian dành tặng thì sao. Mộng Nghệ thì yêu cầu phi kiếm 5 loại thuộc tính cho Từ Yên. Còn Hoàng Phù Ngọc là phi kiếm cổ thuộc tính và quang minh thuộc tính. Cuối cùng, Đạm Đài Huyền Trọng tuyên bố, nếu chiến thắng trở về, sẽ phong ba người làm thánh tử và thánh nữ. Trước khi cùng đệ tử về chuẩn bị, Tố Băng được Đạm Đài Huyền Trọng truyền giao lại tiên bảng. Tại Thần Hồn Tiên Cung, thiên tổ của Nhữ Yên Thần đích thân đến gặp Gia Cát Vũ bàn bạc vấn đề hôn sự giữa cháu trai và Ngọc Thấm. Gia Cát Vũ ngầm từ chối, do đó thiên tổ quyết định đi Nam Cung Thánh Triều cầu thần. Gia Cát Vũ sau đó đến gặp Ngọc Thấm thông báo chuyện hôn sự. Thiên tổ của Nhữ Yên Thần giờ đã bước vào cảnh giới rất gần với Vũ Hóa Phi Thăng nên Gia Cát Vũ lo ngại phụ thân Ngọc Thấm sẽ đồng ý mối hôn sự. Ngọc Thấm không muốn lấy người mình không thích. Cô tự nhủ nếu Đàm Vân còn sống thì tốt biết bao nhiêu. Ta nguyện buông bỏ tất cả ân oán chỉ để hỏi một câu, trong lòng người có ta hay không?